Chào một thính giả gọi đến từ Đắk Nông. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì? Dạ, em muốn hỏi về gia đình ạ. Em ở trong Đắk Nông lấy chồng được từ năm 2008 ạ. Rồi. Em năm nay 37 tuổi, còn chồng em 73 chắc 50 tuổi ạ. Rồi. Dạ, em vào đây thì làm ăn có một mình, vào đây cùng với chồng em được hai đứa con, một đứa thì em vất vả nên đẻ thương, một đứa thì năm nay học lớp 8 còn một cháu mới học mầm non ạ. Rồi. Và mà chồng em cứ có cái tính cờ bạc, kiểu ở nhà các anh cũng thế. Chồng em rượu chè cái gì cũng có, thì em không nói, đấy là mỗi người có một sở thích kiểu của đàn ông ấy. Rồi. Nhưng mà chồng em cứ cờ bạc hết lần này lần khác, cứ mỗi lần cờ bạc xong rồi về thua một thời gian em không biết, xong đến lúc người ta đòi tiền ấy, em mới biết xong rồi em nói, xong rồi chồng em rượu vào thì em cũng tức, em nói to nhiều lắm, thế xong rồi chồng em lại đánh em. Mà mỗi lần thua chồng em biết nhận sai hay là biết mình có lỗi, kiểu lúc nào cũng ra trưởng mới bảo thú ấy ạ. Rồi. Em đang ốm rồi nói hơi khó nghe anh không nhá. Rồi. Xong rồi nhiều lần lắm, 16 năm em theo anh nhà em đi từ Sài Gòn lên đây nhiều chỗ mà khổ thì em cũng ở, mà lúc đấy chồng em 35 tuổi rồi mà chồng em cũng không có gì. Bây giờ thì làm sao? Bây giờ mới nhiều lần về đây cứ đi, xong rồi em thì cũng nằm dãy thôi, còn chồng em thì cũng đi buôn bán dạo ấy. Rồi. Cứ trở lại hết tiền của em, xong đi vay chỗ nọ chỗ kia vào đọc, xong rồi lắm lúc mới đây em nào hơi xong tháng Tết em đi hái tràng cây rồi phục hiệu, xong rồi lại nhờ người khác mượn, xong rồi là cả vợ là mượn để làm ăn, em lại tưởng là mượn, thế xong mượn đến lúc đưa cho nhà em đánh bạc hết, đến lúc em hỏi thì lại bảo là nhà em xui người ta mượn hộ ấy. Rồi. Thế xong lại mới đây hái tiêu được ít tiền cũng thế. Thế là bây giờ tóm lại là bạn mong muốn gì ở chương trình chúng tôi? Dạ em chỉ nói ngắn gọn thôi. Và thế là đến lúc giờ xong rồi bỏ về Bắc tự đi, xong mang một cái xe máy đi, thế xong rồi lúc về thì cứ nói xấu em, bảo là láo, em bảo làm được ít tiền thì chơi hết thì ai cũng láo chứ tự dưng thì không láo. Thế xong nói với chị em gia đình, xong ai cứ gọi vào chửi em, xong kiểu không hiểu ấy, xong em chả thèm nói. Hai vợ chồng quê ở đâu? Ngoài Bắc em là ở đâu? Hải Dương ạ. Hải Dương cả hai à? Dạ vâng ạ. Lập nghiệp thì cũng ở khắp nơi, lúc ở Sài Gòn và bây giờ thì ổn định là trên Đắk Nông, cũng trồng tiêu, trồng làm dãy đúng không? Chồng em không chịu làm dãy, cứ đi chợ linh tinh thôi, còn em làm thôi ạ. Rồi. Không chịu đi làm thuê đâu ạ. Tóm lại là mỗi lần anh ta thua nợ ấy thì mình có phải trả tiền không? Trước em có tiền thì em trả, nhưng mà giờ em không trả nữa. Thế cái vụ to nhất là anh ta nợ bao nhiêu tiền? Nợ có 100 triệu, xong lời người ta lấy đến 170 triệu, xong rồi định mang cái nhà này đi cầm giấy tờ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào. Mình mới có 37 đúng không? Dạ vâng ạ. Trẻ quá, thế mà theo anh 16 năm nay tức là... Em theo dõi chương trình của anh quý lắm, hôm nay mới được nói chuyện ạ. Dạ, vâng rồi. Nói chuyện với cửa sổ thì vất vả chứ được cái gì đâu. Toàn có những người khổ sở thì mới nói chuyện. Tốt nhất là không phải nói chuyện chứ vinh dự gì mà nói chuyện. Nhưng mà thôi gặp nhau thế này cũng vui. Trước hết phải nói thế này này, chúng ta phải chấp nhận rằng trong cuộc sống có nhiều thứ nó không như mình mong muốn. Thế và cái lũ lụt là một thứ rất là kinh, người ta cũng đã hô hào rằng chung sống với lũ. Thế rồi có một lúc chúng ta gồng mình lên chống dịch Covid, nhưng mà cũng không thể diệt hết được cái con corona ấy. Cuối cùng thì đành rằng quay ra là chung sống với dịch Covid đúng không? Thế thì ông chồng của mình 50 rồi, có cái tính cờ bạc rồi. Có hay rượu chè gái gú nữa không, hay là chỉ mỗi cờ bạc thôi? Tính em thì em không có đi theo hay không em cũng chả biết ạ. Em không gặp được, em chỉ biết là cờ bạc. Cũng may, cứ coi như biết mỗi là cờ bạc thôi, còn thứ khác không biết chứ mà. Cờ bạc là có gái gú nhưng em ở này em không nhìn thấy thì em không có nói. Thôi. Thế thì thế này, ông ấy 50 rồi, lấy nhau lên rừng xuống biển dắt díu nhau 16 năm nay, giờ hai đứa con. Mình cũng lại học người đời là chung sống với chồng. Đây cứ coi như một cơn lũ, nhưng cơn lũ này không kinh khủng lắm. Việc đầu tiên là này, có tiền thì quản nhá, biết là ông ấy hay nhờ người khác người nọ người kia mượn. Thôi ngoài làm nương làm dãy đủ để lo chi tiêu, chẳng may mà đợt nào đi hái cà phê hay hái tiêu thuê được 15-20 triệu ấy, giấu biến đi, cần nữa thì gom lại mở một quyển thẻ tiết kiệm. Về phía mình ấy thì quản lý tiền của mình thật chặt. Cũng may là mình không có quá nhiều, chứ quá nhiều rồi ông suốt ngày ông bảo mày nhiều tiền mày giữ làm gì. Mình cũng phải làm thuê làm mướn làm nương rồi dãy, chắc cũng chỉ được rồi đấy, mỗi vụ được 10-15 triệu. Đây là để làm gì ạ? Phòng thân, mình là thân gái dặm trường và trong đấy lấy chồng của mỗi mình thân một mình. khi mai kia con nó ốm, nó đau hoặc nó học, nó hành cần một khoản tiền lớn, mà với cái ông chồng cờ bạc ấy thì gọi là cứ có đồng nào nó xào đồng ấy, làm gì có tích lũy rồi con sẽ khổ thôi. Cho nên là đấy, mình là người phụ nữ, mình chung sống với cái ông mà nướng tiền ấy thì phải biết cất đi. Cái việc thứ hai là sổ đỏ của cái nhà mà hiện nay mình ấy, ông ấy để ở đâu? Bữa trước định bán á, ông ấy về xong rồi ông nghe anh em ông ấy định mang để đốt đi, xong cầm cái nhà này nhưng mà em giữ được. Ngoài cái việc tiết kiệm thì cất đi, thứ hai là sổ đỏ thì giữ lấy nha. Ông ấy chơi mà không bao giờ ông biết, ông bảo là ông sai cả. Thứ nhất là mình là vợ, mình chả phải là cô giáo của ông để mà mình dạy dỗ là anh nhận thấy sai chưa, khoanh tay và xin lỗi tôi đi. Không có thế này, 50 tuổi đầu rồi. Người ta nói rằng là ngũ thập chi thiên mệnh, đáng lẽ tuổi của ông ấy, người tử tế mà ở nông thôn ấy là lên chức ông rồi đấy. Nhiều người lấy vợ sớm rồi giờ là lên ông nội ông ngoại rồi đấy. Thế nhưng mà vẫn cứ lông bông lang bang như thế thôi thì đời ông lo thôi. Bây giờ mình phải lo cho bản thân mình và lo cho các con. Mình phải là cái trụ cái cột nhá. Hai thứ cần phải giữ thật kín như thế. Cái thứ ba là khi ông ấy gọi là bù lu bù loa, ông đòi ông đánh mình ấy mà. Việc đầu tiên là mồm kêu to, thứ hai là chạy ra khỏi nhà. Không bao giờ mà những trường hợp mà mình sợ mình xấu hổ, đôi khi bị chồng đánh, ta cứ chạy vào trong buồng ta ẩn nấp ấy mà. Với cái ông mà lại có tí rượu vào rồi, tay đang cầm con dao hoặc là một cái cây gậy rất to mà vợ lại chạy vào trong góc bếp với góc buồng, ông đuổi được, lúc ấy ông ấy trút giận sang mình, xỉa cho hai xỉa, đập cho ba đập, thì đến lúc mà ông ấy bừng tỉnh rượu thì mình cũng thiệt mạng rồi. Dạ, lâu rồi, cả tháng nay em không điện đón gì nữa rồi. Nhưng mà ai cũng bảo là ông ấy về rồi, ông đi linh tinh, đến lúc ông nợ ông lại vào đây rồi mày lại phải chịu. Thế thì mình giữ làm sao được? Ông đi linh tinh có thân thì ông đi, mà đi được tốt, có ai chữa cho là tốt. Thì sợ nhất là tiền không có thì chẳng ai tới chữa thôi, chứ còn chẳng mách được tội. Ông phải làm sao? Ông ấy vào thì ông đi làm, ông ăn chứ ông phải làm sao? Ông lớn hồi đấy tuổi đầu rồi, mình có phải là trẻ con đâu mà mình bảo có phải tắm rửa cho ông ấy không, hay là có may quần áo cho ông ấy không? Ông ấy đi được từ Bắc vào Nam thì ông đi đâu thì đi. Còn mình là vợ là con, đấy là cái chốt, đúng không? Thế mà đi, ông chạy đi đâu đi, còn có cái chốt để ông ấy trở về, còn nếu không trở về cho đi luôn nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé. Hy vọng là bạn sẽ hàn gắn được cái tình cảm gia đình và có thể gọi là dạy dỗ cái ông chồng rất là khó chịu này. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Vĩnh Phúc. Alo ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng, chào chị. Vâng, tôi có cái đứa cháu nội sinh năm 2013 ạ. Vâng. Thế mà bây giờ là cháu đã có kinh rồi. Vâng. Thế mới lại hai cái ti của cháu nó trúng lên như cái trúng cầu ấy ạ. Thế à? Vâng, hay là tôi bảo là không biết là bác sĩ thử tư vấn cho tôi xem. Một là vừa rồi cháu nó đấy nó ở nhà nó học online nhiều quá. Vâng. Hay là không, ông bà không dám cho ra đường. Vâng. Thì cháu cứ học xong online thì cháu lại ngồi xem tivi. Vâng. Vâng, thế bố mẹ cháu thì đi làm xa, ăn xa ở trong miền Nam cơ. Thế à? Thế ở nhà nó gửi ông bà nội trông đỡ. Thế à? Thế là ông bà trông mấy cháu? Ông bà trông hai cháu cho bố mẹ cháu đi làm trong miền Nam ấy ạ. Thế là đây là đứa lớn hay đứa bé? Đây là đứa thứ hai ạ. Thế đứa lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 2003. 19-20. Cháu đi học đại học rồi ạ. Dạ, tức là cũng không ở với ông bà. Con trai à? Không, hai cháu gái tất ạ. À, thế à? Chị gái cháu nó không chả biết, nó bảo là bà hỏi chương trình cho em vậy. Cháu vậy. Chị 20 tuổi. Nó có ở nhà đâu bác sĩ. Dạ vâng, rồi. Thế là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Tôi bác sĩ, báo cáo bác sĩ năm nay tôi 68 ạ. À, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Vâng, chị ơi tôi chào chị ạ. Vâng ạ, chào chị, chào cô ạ. Vâng ạ, vâng. Tôi cũng nghe được câu chuyện của chị với cả anh Thành Văn từ lúc nãy rồi ạ. Vâng. Vâng ạ. Thế thì đây là hai chị em gái đúng không ạ? Vâng ạ, vâng. Tôi là bà nội của cháu. Chị ơi, còn chị, vâng. Chị nghe tôi nói bởi vì thời lượng nó không có nhiều ạ. Vâng. Vâng ạ. Ý tôi muốn hỏi rằng là thế cái chị của cháu ấy, cái con bé mà sinh năm 2003 ấy, vâng, thì nó có bình thường không? Nó có hành kinh sớm như con em không? Không ạ. Vâng. Nó bao nhiêu tuổi nó có hành kinh chị? Con chị ạ. con chị là cháu học cấp 3 nó mới bị cơ. À vâng ạ. Vâng. Vâng. Ừ. Có thể là tức là những cái biểu hiện của cái cháu chị này hiện nay là nó 19 tuổi, nó mới học lớp 3 chị, lớp 4. Lớp 3. Vâng vâng. Bây giờ có nhiều cháu nó cũng bị dậy thì sớm thế chị ạ. Ừ. Vâng. Đấy, có những đứa 9 tuổi, 10 tuổi nó đã dậy thì rồi. Và ví dụ như cháu nhà chị chẳng hạn, nó dậy thì nó có hành kinh này, rồi là nó cũng có sự phát triển của cơ thể, nó cũng lớn hơn những cái bạn học cùng với nó. Thế rồi nó cũng có sự thay đổi của các cái cơ quan ở trong cơ thể, đặc biệt là cơ quan sinh dục. Chị cũng không phải lo lắm đâu ạ. Và đấy, có nhiều cháu nó cũng như thế nha. Thế thì tuy nhiên thì cháu nó mới có 9 tuổi, nói thế thôi, nó có thể cho dù nó có dậy thì đi chăng nữa thì nó vẫn là một đứa trẻ. Có thể nó cái tâm lý của nó hoặc là cái sinh lý của nó cũng chưa phát triển. Vì thế là chị hướng dẫn thêm cho cháu về cái cách vệ sinh nhé. Vâng. Vệ sinh hàng ngày như thế nào, vệ sinh khi kinh nguyệt ra làm sao. Thế và những cái ngày con bây giờ mà như thế này mà con đi học rồi ấy, mà không biết là con bị hành kinh được bao nhiêu lâu rồi hả chị? Cháu được 4-5 tháng rồi bác sĩ ạ. Nó có đều không chị? Cháu đều ạ. À thế ạ, thế thì tốt. Vâng, thế thì mình không phải lo lắm. Chỉ có điều là mình ví dụ mình mua những cái băng vệ sinh cho con ấy, thì cho cháu thì phải mua những cái nó hàng nó đảm bảo chất lượng, chứ không có nếu mà mình mua những cái băng vệ sinh nó rẻ tiền hoặc nó hàng nhái hoặc nó không đảm bảo chất lượng thì nó có thể gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục của cháu và nó sẽ gây ra những cái biến chứng nó không có lợi cho cháu. Và bắt đầu một vài tuổi nữa, lớn hơn một chút, dần dần là phải nói chuyện với nó về cái sức khỏe sinh sản, nói chuyện với nó về giới tính, có thể là giao nhiệm vụ cho chị gái nó cũng được để nói với em đi, bởi vì là mình xác định rằng nếu cháu đã có hành kinh mà cháu có quan hệ tình dục là cháu có khả năng bị có thai ngoài ý muốn hoặc là mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục ở những cái cháu mà nó đã dậy thì như thế này. Mọi vấn đề đều có thể gặp phải, và lúc này thì vì mẹ cháu không có nhà, chỉ có bà thôi, và bà và chị gái sẽ là hai cái người rất là quan trọng để mà giúp đỡ cho em bé từ lúc mà nó 9 tuổi cho đến lúc nó phát triển hơn, nó có thể tự ý thức được cái các cái vấn đề liên quan tới nó thì lúc đấy mới có thể tạm yên tâm được chị nhé. Thế còn hiện nay thì cháu nó như thế này thì không phải khám xét gì đâu ạ. Và bà có thể thế yên tâm. Bác sĩ cho tôi hỏi tí, cháu nó ăn khỏe lắm bác ạ, nhưng mà nó lại không chịu ăn rau. Vâng, trong cái chuyện dinh dưỡng của nó thì mình phải làm dần dần thôi, và chị sẽ phải có nhiều cái cách. Bây giờ bắt đầu nó lớn rồi mình sẽ nói chuyện với nó, để con chị nó nói chuyện với nó thì nó sẽ thay đổi thôi nhé. Đấy, cháu ăn khỏe mà lại không chịu ăn rau thì đang tuổi lớn mà bà, mà tuổi lớn thì cần năng lượng thì phải ăn nhiều thịt là đúng rồi. Còn nếu mà ăn thịt đấy ạ. Vâng, còn nếu mà muốn trẻ ăn rau nhiều hơn thì chắc là bà phải biết cách chế biến để làm thế nào mà trẻ hấp dẫn với món rau của bà nhá. Vâng. Chào chị. Chào bác sĩ với lại chào anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, chào gia chị. Gia đình xin cảm ơn nhá. Dạ vâng, cảm ơn gia đình ạ. Vâng. Thế tối nào ông bà nghe à? Vâng, tối nào tôi ông bà tôi nghe ôi rồi. Dạ vâng. Chứ ấy lắm, hâm mộ cái chương trình này lắm. Dạ vâng, có hâm mộ anh Đinh Đoàn không ạ? Có. Thế à, thế nhớ cái đoạn nào mà anh Đinh Đoàn tư vấn nhất không? Đây thì báo cáo với anh Thành Văn là chúng tôi là chưa phải đến bác binh đoàn tư vấn cái gì cả. Rồi, để khi nào hai ông bà mâu thuẫn ý, hoặc là ông đi với bà nào khác ý, thì là gọi cho anh Đinh Đoàn nhá. Đúng rồi, hôm nào mà ông mà đi với bà nào thì mới gọi cho ông Đinh Đoàn. Dạ vâng. Chào chị nhá. Vâng, thế chào anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng. Thưa anh Đinh Đoàn và thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, có thể thấy rằng từ nãy giờ chúng ta lại tiếp nhận hai câu hỏi của các thế hệ ông bà hỏi cho cháu, thì có thể thấy rằng là cái việc mà bố mẹ gần gũi và chia sẻ với con cái nó hơi bị mờ nhạt đúng không ạ? Trước tiên thì trong một chương trình của chúng ta đã có hai cái vị khách gọi đến là do ông bà mà quan tâm đến chuyện của các cháu của mình, vâng, và vắng bóng người bố người mẹ. Nhưng thực tế ở trong cuộc sống thì cái tình trạng mà vợ chồng trẻ đi làm ăn ở xa, vâng, thế xong đẻ đứa con thì đưa về cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại nuôi nó quá phổ biến ạ. Vâng. Đấy, ngoài Bắc mà kéo nhau vào trong làm trong Bình Dương, Bình Phước xong rồi Tết mới về. thì tôi thật sự là hơi lo một chút thế này. Trước hết là về mặt cái tình cảm ấy. Vâng. Thế thì cuối cùng thì sau này chắc là con nó chả nhớ gì bố mẹ, chắc may còn con nó nhớ đi ông bà nội. À, ngoài Hà Nội thì cái đoạn là hỏi con cái rằng là con yêu ai nhất thì con yêu bác giúp việc, bởi vì bố mẹ đi từ sáng đến tối và chăm sự nhờ bác giúp việc. Bởi vì người ta gọi là xây dựng cái mối quan hệ thì phải gần gũi, phải chăm sóc, phải hàng ngày ở cạnh nhau thì nó mới tạo ra được cái sự gắn bó. Thế đây chắc chắn là bố mẹ đẻ rồi là con của ông bà chứ chắc không phải con của bố mẹ đâu. Cái thứ hai là đấy, nếu như còn bé mà mọi người chỉ nghĩ chuyện là thôi cứ gửi mỗi tháng 4 triệu, 5 triệu cho ông bà lo cơm nước cháo cho các cháu, thì chúng ta sẽ hiểu một cách rất đơn giản là đấy là chăn nuôi chứ không phải chăm sóc và giáo dục. Cũng là hoàn toàn lo vấn đề đủ tiền ăn, đưa 6 triệu hay đưa mỗi tháng. Thế là thậm chí có đôi vợ chồng trẻ nói rằng em đóng cho bố mẹ, em nộp cho bố mẹ em 6 triệu để em gửi hai đứa con, mới lo được mỗi cái phần xác thôi. Mà không biết rằng là trẻ nó cần rất là nhiều thứ, và đặc biệt là đến cái tuổi dậy thì thế này. Ông bà vừa giờ thì 68, ban nãy thì ông 65. Là một thế hệ tương đối cũ rồi. Lại cứ lấy từ mình ra rằng là bà nói là ngày xưa bà gần đi công tác bà mới dậy thì mới có kinh, bây giờ cháu nó mới 10 tuổi mới có, thì bà tức là đối với bà rất là lạ. Nhưng nếu đây là bà mẹ 9x hoặc là những bà mẹ 8x, các bà mẹ mà đọc rất là nhiều ở internet, rồi các bà mẹ dùng ngay ngáy Facebook, Zalo, thì cái thông tin cái chuyện về dậy thì sớm là các bà mẹ trẻ không lo đâu. 9 tuổi, 10 tuổi thì dậy thì chắc chắn là cũng không phải đi hỏi bác sĩ, sẽ biết cách làm cái nọ cái kia, bởi vì cái khoảng cách thế hệ nó quá xa. Thế còn nếu nó gần thì chắc là sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Vâng. Chúng ta cũng mới chỉ hướng dẫn các bà về cái chuyện là đừng lo. Nhưng mà rồi đây, một đứa trẻ dậy thì không chỉ chuyện kinh nguyệt mà bắt đầu xao xuyến chứ. Bắt đầu lớp 4 nằm đấy mới nhớ bạn trai. Vâng. Chắc chắn nó thôi thúc ở trong người. Thế và rất dễ trở thành đối tượng bị xâm hại tình dục. Vâng. Vì bản thân cái cháu nó có cái thích cơ. Thế xong một ai đó lớn mà dại dột mà sang chơi với anh hàng xóm 15, 16 mà nói rằng yêu, xong anh cầm tay, xong anh ôm ấp một chút là không phải như bé để mà sợ đâu. Đây mình lại dậy thì rồi, lại còn trũng cao rồi, lại có kinh rồi, trong lòng lại có tí xao xuyến, và người khác thì nói là yêu cái là sẵn sàng yêu. Và từ cái đó thì dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục. Giá như được gần bố mẹ, đặc biệt là mẹ trẻ, mẹ sẽ hướng dẫn con là không cho ai đụng vào nha. Đụng thì con phải đập cho nó một phát, con hô thế này, con chạy đấy kia. Có chuyện gì ai đấy bắt nạt con và sờ soạng ở chỗ kín hay cố tình đụng chạm, con phải nói với mẹ, ví dụ như thế. Bà già tôi nghĩ chắc chắn nói cái điều đó đâu. Chỉ có nói là sao mày ăn lắm thịt thế, mày không chịu ăn rau, chỉ lo đến ăn thôi. Thì cuộc sống thì nó muôn màu, tôi thì cũng chẳng dám kêu trách gì bố mẹ, bởi vì có lẽ cũng vì thì mưu sinh thôi. Nhưng mà mỗi gia đình hãy cân nhắc đi, khi mình sinh ra con, đích cuối cùng của cuộc đời là gì? Đi kiếm được tiền, xây dựng hạnh phúc cho con nó được ăn, được học, để sau nó trở thành người lương thiện, có cuộc sống tử tế. Thế mà cứ bỏ đi hết thế này, nhiều trường hợp là kiếm được cục tiền mang về thì con hỏng hết rồi. Lúc đấy thì tôi nghĩ rằng cũng chẳng bất hạnh, tiền nhiều để làm gì, đúng không? Dạ vâng. Lúc nãy thì bác sĩ Hải cũng rất là chu đáo là có hướng dẫn bà cách con bảo vệ để tránh xâm hại. Bởi vì là ở tuổi mà con đã dậy thì như thế thì cũng có thể mang thai người ý muốn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là rất là khó khi mà bà truyền đạt những kiến thức đó cho cháu gái của mình. Đúng ạ. Vâng. Và thực sự là mình cũng rất là lo lắng trong những cái trường hợp như này, đúng như anh Đoàn nói. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn bám vào một chút cái hy vọng là cháu bé này nó hoàn toàn nó không bị bỏ mặc, và nó không bị một mình nó phải tự phải đối mặt với cái sự thay đổi của nó, tự phải đối mặt với cái việc không biết là mình sẽ chăm sóc như thế nào, không biết mình bị cái này ra làm sao, có phải là vấn đề bình thường hay không, hay là lớn lên một chút nữa nó sẽ không phải tự đối mặt với cái việc là ứng xử như thế nào với các cái mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ với bạn khác giới. Dù sao thì thôi, trong cái rủi còn một tí cái may, tức là nó cũng còn có ông bà, vâng, nó còn có chị nó. Vì vậy mà mỗi một gia đình tình, chúng ta sẽ cố gắng là cân nhắc tất cả những cái vấn đề, mình không dám gọi là lợi hay là hại đâu, nhưng những vấn đề nào nó có thể bớt nguy hiểm, hay nói cách khác là những cái thể nào mà nó thuận lợi nhất cho con mình thì mình đặt nó lên bàn cân, để mà cuối cùng mình lựa chọn những cái giải pháp nào mà có thể an toàn cho con mình nhất anh ạ. Với cái thứ hai nữa là giả sử không được như thế nữa thì tất cả những cái người xung quanh vẫn có thể đi cùng để mà hỗ trợ. Trong trường hợp như thế này, có thể là bà cháu như thế cũng đã là quý lắm rồi anh ạ. Vâng, rồi còn chị gái cháu nữa. Và tất cả những cái người như thế, nếu như mẹ cháu thật sự ở xa, không thể nào mà ở gần cháu được, thì những cái người còn lại, những cái người ở cùng với cháu mà quan tâm đến cháu, thì tôi cho rằng nó cũng là những cái kênh rất là tốt. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn là không gì mà có thể gần gũi với con, không gì có thể hiểu con, và không gì có thể trợ giúp được cùng với con chính là cha mẹ, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Và bây giờ thì chúng ta đang biết rằng là có một thính giả đang chờ. Và đây là thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào, một thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Vâng, đúng rồi, em ở Hải Phòng ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi của em là em đang bị, cái đợt về em đăng ký lâu rồi, thời điểm em đang bức xúc, nhưng hôm nay là vợ chồng em nó nói thế là coi như là xong rồi, nó chạy theo tình yêu rồi. Em đã ngăn cản, em phát hiện ra là quá muộn bởi vì em mãi làm ăn rồi. Thế là mâu thuẫn gì thế? Nó đi bồ bịch mấy năm nay, nó cứ đi em bảo là mày bắt được tao trên cái trai trên cái dưới, mày xử kiểu gì cũng được. Rồi. Nhưng mà bắt làm sao là em biết được, làm sao cái phía đằng kia nó ai mà em bắt được. Rồi. Chỉ nghi ngờ thôi. Thế là lấy em nhau bao nhiêu năm mà lại thế? Em năm nay là 44 tuổi, mà chúng em lấy nhau năm 23 tuổi, năm nay là con em năm nay tầm 21 rồi, nó đại học năm thứ 2. Rồi, thế bây giờ bỏ nhau rồi à? Giờ có nghĩa là muốn em là không ra tòa đâu, đây nó theo dai là tự đi cứ đi thôi, em không ra tòa, em chẳng làm điều gì sai. Vợ bao nhiêu tuổi? Vợ là sinh năm 82, năm nay là 41, nếu em 44 thì nó 41, còn nếu nó tuổi chính em 43 nó là 40. 40 tuổi, và bây giờ bỏ nhà đi theo giai rồi? Không phải, bởi vì cứ bức xúc cho gia đình, bởi em biết cái sự thật mà chính thức là em cứ nghĩ là nó là 2-3 thằng, thì sau này nó ghen nhau nó vỡ nở ra, nhưng mà không phải, nó trung thành một thằng, nhưng mà nó nhắn tin vợ của một thằng kia nó phát hiện ra, nó vỡ nở ra rồi. Tóm lại là bạn thì ở quê ở Hải Phòng đúng không? Và cũng là Phạm Văn Dưỡng ở quê ở Cự Lai Lũng Tiến với ở Hải Phòng. Rồi, chứ không phải là không phải là đi làm ăn xa ở đâu cả đúng không? Vâng, gần gũi luôn. Rồi. Và bây giờ thì vợ thì đang ở đâu có biết không? Về bên ngoại đi, còn trước mắt đi đâu thì em không còn biết. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với em, lời khuyên là em xử lý như thế có đúng hay sai. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, chào em. Buồn không? Buồn quá chứ. Buồn quá. Người thân trong mình mà đâm mở nhát ra sau lưng buồn quá chứ. Đúng rồi. Mới có 44, bà xã thì nếu mà tính theo tuổi dương, năm nay sinh năm 82, năm nay mới có 40 tuổi mà đã là 43 thôi. Một người 40, một người 43, lấy nhau 21 năm, con cũng 21 tuổi rồi. Mà lại ở cùng nhau chứ chẳng phải đi ở xa gì, tưởng là mình không làm ăn xa gì cả, chỉ gần thôi, không xa gì. Mình có nhận ra cái gì không, chẳng hạn vài năm nhận được, bởi vì là em thì tham làm lắm, em làm lũ, mà có những lần nó điện Zalo với nhau ngay sau lưng, và con trai chứng kiến, mà con trai lại lúc ấy bên mẹ không dám chứng kiến cái chuyện đấy được. Xong anh vợ với em vợ sang, em gọi điện sang bên ngoại thì anh vợ anh lại xem bảo là sang bảo là bố mẹ già rồi, đừng cho bố mẹ chuyện đấy, có gì biết nói cho anh giải quyết là được. Em vợ thì sang bảo là chị đùng thay còn mang quần áo về, anh vợ bảo chú hiền thế, anh như thế anh đuổi lâu rồi. Thôi, anh ấy mặc dù là anh vợ nhưng mà đứng về phía đàn ông đúng không? Cảm thấy cũng tội nghiệp cho người mình. Cao lắm anh. Tốt. Anh thì không muốn hỏi chi tiết nữa, bởi vì em đã nói rằng là cô đã nhận lỗi hết, cô đã nhận với em là đi bờ đê, đi nhà nghỉ bao nhiêu lần rồi, nhưng mà không hết được, bởi vì những thời đấy, bởi vì em biết là mắc từ lưới tình thì nó thay lắm, không thể rất ra được. Ôi, thế em thì em biết về sau rồi, muộn mất năm rồi. Bây giờ thì em có biết là cụ thể có vợ mình có gian díu với người đàn ông cụ thể nào không, hay là cứ đủ loại đối tượng? Nó thì nó phải chừng, nó phải chừng, nhưng mà sự việc này nó sống, nếu mà cảm còn sống nhau nó cắn rứt lắm bác. Rồi. Tạm thời ly thân cho mình đỡ ngứa mát đúng không? Cô ấy về bên không ngoại. Tạm thời hôm nay là em bảo xác định nó bước chân ra khỏi cổng đi là đi luôn, không phải không chuyện là tạm thời ly thân đó. Là thôi là thôi luôn. Em còn đang rất là thất vọng và thực ra đang rất là nóng, đang nóng. Đúng là nóng mà. Điên lên là dễ chạm đến lòng tự ái, là nhất là bét lắm. Cho nên là đúng là em cũng tỉnh táo rằng là thôi cứ tránh mặt lúc này đi cho nó đỡ, vì mình nhìn thấy mặt, cái nét mặt lại cứ vênh vênh lên, lại còn thách thức rằng là tao đi với giai đấy, mày đã bắt được chưa trai trên gái dưới, đừng có vân vân. Chưa là động ai đi chết cơ bác ạ. Thì rồi đôi khi có những người đàn ông không làm chủ được, lại có tí rượu tí men và rồi gây án mạng. Em đang nghiện rượu mà. Thôi tạm thời trong trường hợp của em thì cũng là khôn ngoan, đó là giãn ra, chứ nhiều trường hợp là còn kiên quyết không cho vợ ra khỏi nhà cơ. Còn đây thì thôi, cô đi đâu đi chăng nữa mình cũng có thời gian, thứ nhất là mình bình tâm, mình ngẫm lại xem là vợ hư thật hay là mình cũng vô tâm, bởi vì mình sống cạnh vợ mà vợ nó có bồ 3-4 năm, và khi đàn phụ nữ có bồ chắc nó cũng phải có hẹn hò rồi, nó cũng phải đúng rồi, không phải em vô tư đâu, em đã phát hiện ra từ lâu rồi, xong là nó đi so sánh, nó bỏ giá, nó lấy chồng muộn đi nữa, nó gặp người đàn ông tốt hơn em, xong là nó so sánh loại mọi thứ, em cũng nghi rồi, nhưng mà chờ bắt quả tang thì em không biết đối phương kia là ai, em chỉ theo mà mình nói thì thằng đằng sau kia nó biết thừa, nó tránh luôn thì nó không thể bắt được rồi. Thế là em bảo là thôi kệ nó, để tự nó sớm muộn nó sẽ vỡ nợ ra, nhưng mà vỡ nợ ra là đến bây giờ là hơn 3 năm. Trời ơi. Thế mình cũng là cái người mà cũng gọi là bình tâm kiên trì, chứ còn để đợi mà bắt được quả tang thì khó. Không bắt được quá. Không thể bắt được đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ thế này, các con thì một đứa 21, một đứa bao nhiêu tuổi? Một đứa năm nay học 7, một đứa năm nay đại học thứ 2. Rồi đại học năm thứ 2, một đứa 7 tuổi. Các cháu nó đều lớn, nó đều hiểu chuyện rồi. Thực ra thì không phải nó bênh mẹ nó đâu, mà nó biết rằng nếu như mà chuyện này đến tai bố thì chắc cái nhà này tan, mà nhà tan thì nó cũng chẳng sung sướng gì khi mà lại phải lựa chọn theo bố hay theo mẹ. Cho nên là các cháu mình đừng có nghĩ rằng là nó vào hùa với mẹ nó che giấu, mà nó chỉ muốn rằng là nó không muốn cái nhà này mất. Không, em biết điều đó rồi, hôm nọ là vợ em tự khai hết mọi chuyện, đi bờ đi nhà nghỉ khai hết, nên là nó bảo là bây giờ tao với bố mày chia tay thì đứa nào đi theo tao, có nghĩa là đến mức tòa ly dị, đến nước này mức độ này là em không ly dị, mà em chẳng làm điều gì sai, em không ly dị, mặc xã hội muốn đến chuyện gì thì đến. Rồi em cứ ở nhà em nuôi con em. Đây thứ tạm thời mình nghĩ thế, nhưng mà rồi nếu như một mai, thật ra người phụ nữ mà đôi khi vướng vào lưới tình cũng dại dột lắm. Người ta ăn vụng thế thôi, người ta chỉ thích đi ngủ với mình vậy thôi, chứ còn nếu bây giờ mà cô lại bỏ chồng bỏ con xong trở thành người phụ nữ 40 tuổi lang thang ấy, mà sẽ thành đinh đường ngay. Không có ai người ta lấy một cái người đàn bà mà lại có bỏ chồng với lại có 2 con lớn như thế mà còn đi theo trai. Cho nên là đàn ông thì sẵn sàng là nếu mà dễ dãi thì người ta sẽ vui vẻ với, nhưng mà để tiến xa và có chuyện dây sự mối quan hệ tình cảm thì chắc là khó đấy, đúng không? Đúng rồi, lâu dài là không có. Nhưng mà bây giờ là đang nói rằng vợ em là lấy chồng quá sớm, trong bây giờ bắt đầu nó hình như nó bây giờ mới lớn. Sinh được 2 đứa con bây giờ bắt đầu nghĩ đến cái chuyện nọ chuyện kia. Thôi trước mắt thì tạm thời như thế, nhưng mà nếu như có được cái công việc gì đó, bởi vì em cứ ở nhà xong em ngồi em nghĩ nó cay, mình thì tham làm rồi mình vun vén cho vợ cho con, mình chẳng cờ bạc rượu chè, thậm chí mình chưa bao giờ gái mú gì, thế mà vợ nó lại hư như thế, mình cứ ngồi mình ngẫm mình cay rồi mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mình sẽ không làm ăn gì được nữa. Lắm lúc em muốn còn chết luôn trước nó. Thôi được gì phải chết em ơi, vì gọi là lỗi đến đâu thì xử đến đấy, hư thì bỏ là cùng, chứ việc gì mà bị đời mình phải chết thì cũng lại sướng lắm. Chuyên gia mà cay đắng lắm, bởi vì người đâm sau lưng mình cay đắng lắm, không thể chấp nhận được những chuyện như này. Em còn nói được câu đấy nghĩa là cũng chưa chết được, không sao đâu. Đúng rồi. Bây giờ thì em phải cố gắng sống để nuôi con em. Rồi cố gắng sống tốt để nuôi con nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Alo, thính giả của điện từ Hải Dương phải không ạ? Alo ạ, đúng rồi ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em là bị bệnh tiểu đường, nó yếu sinh lý gì cứ chữa đâu ạ. Xin lỗi, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay 50 ạ. Vâng, năm nay anh đã 50 tuổi rồi ạ. Cụ thể hơn thì gần đây anh thấy như thế nào ạ? Em cảm thấy nó không cương cứng được. Cảm thấy không cương cứng được và không làm vừa lòng được bà xã đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé, xem có cách nào để giúp anh không ạ? Xin mời chị ạ. Dạ vâng. Vâng, tôi chào bạn. Dạ, vâng, em chào chị ạ. Nghe giọng cũng buồn nhỉ? Dạ. Ừ. Thế bà xã mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 38. 38 à? Dạ. Ừ. Thế bà ấy có phê bình gì mình không? Không phê bình gì lắm đấy, nhưng mà cũng không hài lòng lắm. Ừ. Ừ, em bị tiểu đường từ bao giờ vậy? Em bị tiểu đường 8 năm nay. Bây giờ thì biện pháp điều trị của em là gì? Em điều trị đang tiêm insulin ạ. Thế à, em tự tiêm à? Vâng. Thế và ngoài cái rối loạn cương dương thì nó còn có bị cái biến chứng nào khác không? Ví dụ mắt hoặc là da hoặc là những cái cơ quan khác, có cơ quan nào bị ảnh hưởng chưa? Có ạ. Em bị tê bì chân tay với nó kiểu thần kinh nó cứ cắn cắn như kiến bò đùi ấy. Thế à? Bị ngứa. À. Cái rối loạn cương dương này thì nó bắt đầu từ bao giờ? Cách đây khoảng 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi. Ừ. Dạ. Xin lỗi là em đã được có em bé nào chưa? Dạ em có 2 cháu. À 2 cháu hả? Cháu lớn dạ. Chưa em? Cháu năm nay 15 tuổi. Thực ra thì tiểu đường thì bây giờ cũng gọi tên như thế cũng là sớm đấy. Thế và tiểu đường mà đã phải dùng đến insulin rồi là dùng thuốc như thế thì thứ nhất là cái thời gian điều trị của nó rất là lâu dài, gần như mình phải bị phụ thuộc vào insulin rồi. Chứ mình nó sẽ không khỏi hoàn toàn được. Mà chỉ dùng insulin để nó điều chỉnh cái lượng đường huyết cho nó ổn định và mình sẽ chậm bị biến chứng. Cái biến chứng của tiểu đường thì nó có thể gặp ở tất cả các cơ quan ở trong cơ thể, trong đấy có cả hoạt động của cơ quan sinh dục. Vì thế là rất nhiều người bị tiểu đường thì nó kèm theo những cái rối loạn cương dương như của em. Nên chị cũng rất là tiếc bởi vì là gần như là cũng chẳng thể nào mà điều trị để cho nó có thể hết được trên nền một cái bệnh nhân tiểu đường mà đã phải dùng điều trị bằng phụ thuộc insulin ấy. Thế cho nên là bây giờ thì thế này, cố gắng để mà cho nó chậm những cái biến chứng và để cho nó cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của mình. Chứ còn đúng là mình mới có 50 tuổi và đặc biệt là vợ có 38 tuổi thì sẽ có một số các cái vấn đề nó cũng nảy sinh nữa và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của em. Thế thì theo chị thì thế này, thứ nhất là mình vẫn phải dùng thuốc thường xuyên để mình điều chỉnh được cái lượng đường huyết theo như là cái chỉ định của bác sĩ, đúng không? Thứ hai là mình cũng cần phải tìm hiểu thêm những cái chế độ về dinh dưỡng, chế độ về luyện tập và để phòng các cái bệnh với một cái là mình nâng cao cái sức khỏe của mình lên, sức khỏe chung lên ý, thì nó sẽ làm chậm được cái quá trình mà bị các cái biến chứng bởi vì tiên lượng có thể là sẽ có những cái biến chứng ở các cái cơ quan khác nữa chứ không phải chỉ có những cái như mình gặp. Cái thứ ba nữa là hiện nay về rối loạn cương dương thì tôi nghĩ là nó cũng do một phần là do bệnh, thứ hai là do những cái tác dụng phụ của các cái thuốc hoặc là những cái bệnh nền của cơ quan khác nó làm cho em như vậy. Thì nếu như được thì em có thể tham khảo thêm ở bác sĩ mà em đi khám hàng tháng ấy. Để người ta xem người ta có thể hỗ trợ gì cho em hoặc là người ta sẽ giới thiệu cho em đi khám ở những cái chuyên khoa khác. Bởi vì sao? Bởi vì cần phải đánh giá kỹ hơn về mạch máu. Khi mà rối loạn cương dương thì phần lớn là những cái bệnh lý liên quan tới mạch máu, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc cung cấp máu và đấy là một trong những cái nguyên nhân có thể làm ra bị rối loạn cương dương. Thế cho nên là mình có thể kiểm tra thêm hoạt động ở các cơ quan khác, chuyên khoa khác, ví dụ những chuyên khoa về tim mạch hoặc là những cái bệnh về mạch máu là mình cần phải kiểm tra thêm nhá. Thứ hai nữa là trao đổi thêm với các bác sĩ điều trị cho mình ý, để mà bác sĩ có thể lựa chọn được những cái thuốc nó phù hợp với cả mình và nó sẽ hạn chế được những cái ảnh hưởng tới cuộc sống của mình hơn nhá. Thì hy vọng là em sẽ cải thiện hơn được nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng rất chia sẻ với anh, mới có 50 tuổi thôi nhưng mà cũng đã gần chục năm mắc bệnh. Hy vọng rằng là trong thời gian tới anh sẽ có những cái cách để mình nâng cao sức khỏe của mình lên anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn tư vấn với bác sĩ ạ. Vâng, chào anh ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 26 25 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 26 25. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Nguyên. Alo, thính giả của điện từ Thái Nguyên phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chị có thể nói câu hỏi của mình ạ? Dạ vâng ạ, câu hỏi của em là chồng em thì ngoại tình 8 năm rồi với một cô bạn thân của em. Được 5 năm thì em bắt được một lần, 3 năm trước em bắt được một lần để cũng tha thứ rồi. Vừa rồi cũng 2 tháng trước em cũng bắt được và cũng giải quyết gia đình thì em cũng lại tha thứ. Nhưng mà trong cái thời gian này thì thực sự là em rất là đau khổ và suy nghĩ nhiều mà cuộc sống của em trở nên xáo trộn, cảm giác như không còn niềm tin ở cuộc sống này nữa. Vâng. Và em muốn các anh chị ở chương trình chia sẻ giúp em ạ. Vâng, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? 33 tuổi ạ. Vâng, đúng là cái chuyện mà chồng ngoại tình đã khiến cho những người phụ nữ rất là đau khổ. Và đau khổ hơn khi mà lại ngoại tình với người bạn thân của mình đúng không ạ? Cô ấy là bạn thân của bạn à? Đúng không? Vâng, thì em cũng đã nói chuyện và đã tha thứ. Nhưng mà trong cái thời gian tha thứ thì em cũng nghĩ là mọi người cắt đứt rồi. Nhưng mà vừa rồi cách đến 2 tháng thì em lại bắt lại gặp và hai người cũng lại nhận tiếp là vẫn còn quan hệ với nhau. Cũng ba mặt một lời giải quyết gia đình thì mọi người cũng xin hứa và thay đổi ạ, và không còn quan hệ với nhau nữa. Nhưng mà điều này làm em cảm thấy đau khổ và em cứ mất ăn mất ngủ, em không làm được việc gì nữa. Vâng, đúng là cũng rất là đau lòng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xem là anh có cái cách gì để giúp bạn hay không. Rồi, xin chào em. Trời ơi, 33, chồng ngoại tình 8 năm. Lấy chồng lúc mấy tuổi? Chồng em 37 ạ. Chồng 37, xong rồi lấy chồng 10 năm à? Em lấy 19 tuổi ạ. Hiện nay cuộc sống của em thế nào? Em có công ăn việc làm gì không? Buôn bán kinh doanh hay làm công ty hay là mình ở nhà nội trợ nuôi con? Ở nhà hai vợ chồng em cũng kinh doanh cùng nhau cùng một công việc ạ. Em thì cho thuê những cái đồ cốt pha và dàn giáo xây dựng. Rồi. Còn bạn là về đồ xây dựng ạ. Đồ xây dựng cho thuê gạch ngói cốt pha dàn giáo đây đúng không? Dạ vâng ạ. Cuộc sống kinh tế chắc cũng ổn định. Em có nắm được kinh tế hay là anh ấy nắm hết? Có nghĩa là kinh tế thì hai vợ chồng em đều nắm được ạ. Đều nắm được, đều biết. Anh không? Đi làm về thì hay như nào đấy, tiền nong hàng hóa các thứ thì em đều nắm được hết. Đều nắm được đúng không? Mà các làm con gì lớn thì hai vợ chồng cũng rất là bàn bạc nhau. Ừ. Chứ không có cái gì là riêng tư ạ. Rồi, em đánh giá về anh ấy, về mọi mặt thế nào? Nói chung về làm ăn thì em không thể chê được. Làm ăn không chê này. Trách nhiệm với vợ con thì là anh cũng có trách nhiệm với vợ con. Cái 3 năm trước em bắt được anh thì từ lúc đấy là anh thay đổi. Thì anh quan tâm và cũng cảm giác như là yêu vợ hơn như trước. Nhưng mà anh vẫn chưa bỏ à? Chỉ có mỗi như thế thôi. Tức là trừ mỗi cái ngoại tình ra còn các thứ gái gú ra còn lại các thứ thì đều được đúng không? Vì thế mà mình mới cứ hết lần này đến lần khác mình tha thứ, bởi vì mình cũng nhìn thấy ở anh những cái điểm tích cực. Chứ nếu mà lại còn làm thì không làm, rồi còn rượu chè cờ bạc lô đề, lại còn trai trên gái dưới, nói câu trước câu sau thì đã lại thô tục rồi văng nọ văng kia hoặc là bạo lực thì chắc là mình cũng đã bỏ từ lâu rồi, chứ không ai chịu đựng được 8 năm đúng không? Khi mà biết đấy là cô bạn thân của mình thì em nói chuyện với cô bạn thân thế nào? Cô ấy có chồng không hay là cô ấy cứ rình rập, cô ấy ăn ké của mình thế thôi? Có nghĩa là vợ chồng nhà em với nhà chị đấy là hai nhà chơi thân với nhau. Nhưng mà trước đây thì là chị chơi bình thường, nhưng từ khi mà cặp với chồng em thì chị là người kiểu đến gần em và kiểu như quan tâm và là đi lại thân thiết, thì em cứ nghĩ đấy là tình cảm kiểu như của hai người bạn thân ấy, thì em cũng gần gũi. Thì sau này em mới biết chị là người chủ động kiểu đến với em để gần em chồng mình có cơ hội gần chồng em hơn ạ. Rồi. Chồng có biết là vợ anh ta cặp với chồng em 8 năm nay không? 3 năm trước thì em bắt được lần đầu tiên thì chồng cô ta biết, nhưng chồng cô ta thì lại kiểu nhu nhược, chỉ dám cãi nhau với vợ ở nhà thôi, nhưng trước mặt em thì lại bênh vợ. Rồi. Xin em là đừng làm gì để cho người ta giận vợ, nhưng mà lần này người ta cũng nghĩ là chả hay ho gì. Lần thứ hai rồi thì chồng em cũng xin van em là không nói với chồng cô ta, anh em là chồng em cũng xin, với lại cô ta cũng xin, thì là em vẫn chưa nói ạ. Rồi, rất là chia sẻ với em. Tuy nhiên thì mình cũng chưa đủ mạnh tay. Ví dụ như ngay lần đầu thôi, mình không thể tha thứ dễ dàng. Thế hai người đây làm thế này, nếu tôi còn bắt một lần nữa thì đừng có tao trách thế này. Rồi các con cũng sẽ biết, rồi bên kia nhà chồng cô ấy cũng phải biết. Bởi vì mình phải nắm được người ta sợ cái gì chứ, đúng không? Người ta sợ nhất là sự sĩ diện. Thế thì mình phải đánh vào cái chuyện tôi sẽ nói cho mọi người biết. Chứ lại người ta sợ sĩ diện mình cũng che giấu hộ. Thế xong rồi dựa vào mấy câu thề với lại hứa rồi. Thành ra mình cứ bị lằng nhằng. Cho nên mình thì cũng là cái người mà cũng hiền lành. Mình cũng một mặt thì yêu chồng, cũng không muốn phá vỡ gia đình. Nhưng anh nhớ rằng thế này, trai gái mà người ta say mê nhau ấy là nó cứ hay tái phạm lắm. Nếu như không có biện pháp mạnh tay. đã được một lần rồi thì cũng sẽ rồi sẽ có lần hai, nhất là nó lại hợp nhau nữa, bởi vì cô kia cũng có chồng và cô ấy thân với mình để được thân với chồng mình, chứng tỏ rằng là có cái gì đấy mà ở chồng mình cũng khá hấp dẫn. Thế cho nên là thề rồi hứa rồi đấy, chồng cô biết rồi mà cuối cùng không bỏ được chồng em thì phải nói rằng là nó kia. Bây giờ thế này, thôi thì người ta thề, người ta hứa, người ta xin, mình cũng tha thứ rồi day dứt không làm gì. Bây giờ em phải làm theo chiến lược khác. Trời ơi, nhiều cô gái 33 còn đang chưa có chồng ấy kìa nhá. Mình đã có con cái lớn thế, mình lại kinh doanh kinh tế cũng không gì lắm ấy. Đi làm đầu này, mua sắm đến mấy cái váy này, tập tiết cho nó đẹp cho nó ngon này, thay vì mà cứ đi xem nào chồng mình với cô bạn thân còn ngủ không thì mình cũng đi chơi đi này, rồi mình đi ăn nọ uống kia, tập này tập khác, trang điểm một thời gian thấy mình cứ lộng lẫy lung linh. Em thì cũng phải nói thật với anh là em thì không phải là người xấu quá hay thế nào cả, cái đấy thì em đều hiểu, em rồi. Cũng biết chăm sóc của bản thân nhưng mà cứ bị đau khổ ấy. Em phải nâng cấp em để nỗi mà ông chồng ông ấy thấy rằng bà này quá, dạo này càng ngày càng trẻ càng ngon mà không giữ bà khi còn mất đấy. Chứ còn cái đoạn mà mình vẫn đi xong rồi cũng lại cứ đến giờ lại về cơm dẻo canh ngọt cho chồng anh ở anh ơi, thì ông thấy vợ mình đẹp cứ để đấy, chả đi đâu mà mất cả. Nhưng mà thôi mình tranh thủ lại thêm một tí ở bên ngoài. Thế thì bây giờ em phải sống cho mình. Như anh ơi, cho em hỏi một chút, em chia sẻ với anh một chút như này nữa. Cái điều mà em lo nhất ở đây nghĩa là có nghĩa là trong cái thời gian mà họ vẫn qua lại với nhau trong 3 năm này thì họ lại có bầu và có con, có đẻ một đứa con gái. Thế nhưng bây giờ hai người không thừa nhận là con của hai người đấy, mà trong khi bầu đấy là vẫn quan hệ với nhau. Chị cũng kể hết, nói chung là chị cũng nói hết với em những gì mà hai người như thế nào nói hết. Em khi xét nghiệm thì họ không cho, nhưng họ cứ phủ nhận đấy là con của họ, và chồng em cũng thế, cũng không nhận. Thì em cũng không biết là em thôi em ơi, thật ra thế này, bởi vì nếu bây giờ đi xét nghiệm mà nó trắng phớ ra rằng là con của chồng em với lại của cô kia ấy, thì hai gia đình tan, chắc chắn hai gia đình tan. Gia đình anh kia chồng có ươn hèn đến đâu chăng nữa cũng không ai, người ta nuôi tò vò nuôi con nhện, người ta đi biết đi ngủ với người khác, mang con về mà lại ngậm miệng thì chắc là trừ trường hợp là ông ấy thiểu năng trí tuệ hay là có vấn đề gì đó, chứ còn thì chắc là sẽ khó có mà yên ổn được. Đôi khi người ta cũng ngậm bồ hòn nằm ngọt, bên đấy cũng biết rồi, cho nên là tặc lưỡi cá vào ta được, người ta đã không bới lên thì mình bới làm gì. Hai người trong cuộc chứ, việc của mình không phải là đi xét nghiệm cho có phải con người ta hay không. Việc của mình là làm đẹp này, việc mình lấy chơi này, việc của mình là làm cho lão ấy phải thấy vợ mình nhất quả đất này. Thay vì mình phải đi chạy theo thì phải người ta phải giật mình rằng nếu không bảo vệ cái cô vợ này là cô cũng có bồ như chơi, thật thà suốt ngày ngồi ôm sắt thép, xong rồi chồng lại tin tưởng rằng ôi bà này bà chả dám đi đâu, bà chả dám tiêu một đồng đâu. Thì cuối cùng thì mình tự biến mình. Chồng em thì lại rất ghen với em, thực ra là em cũng biết là hắn cũng rất yêu em chứ không phải là không, vẫn sống với cái gì vợ vẫn phải là nhất. Không bao giờ từ bỏ gia đình mà không bao giờ từ bỏ một người vợ như em. Sẽ chỉ thêm thôi chứ còn không bao giờ bỏ vợ như em, bởi vì chả lấy được. Đúng người rồi, nào nó hiền lành. Cô ta còn yêu quá, còn muốn bỏ gia đình cơ, còn đến hôm làm căng chuyện lên, còn vào á, còn bắt chồng em phải chọn là hôm nay ba mặt một lời là anh chọn đi, anh chọn em hay là chọn vợ anh, những gì anh thề hứa với em rồi các thứ thì anh nói xem có đúng không. Vì chồng em cũng nói là anh là một người đàn ông, anh tham lam, anh cũng có lỗi với em, có lỗi với vợ anh, nhưng mà anh không bao giờ bỏ gia đình anh. Chồng em vẫn nói cái câu đấy trước mặt cả hai bên gia đình nội ngoại. Thôi nói được thế còn đỡ, còn hơn cái đối tượng mà nó lại bảo tao cặp bồ đấy mày làm gì làm thì còn đau khổ nữa. Thôi thì đành rằng là mình cũng thua thiệt rồi. Nhưng mà đấy, hướng của em bây giờ ngồi ôm cái cục tức ở trong người thì không giải quyết được vấn đề gì. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống bạn nhé. Và bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Vâng, chào bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi bác sĩ là mấy hôm vừa rồi ấy, em bị ngứa phần âm đạo ấy. Vâng, mà nó ra nhiều khí hư với lại nó nhiều những cái lốt trắng lấm tấm li ti ấy. Vâng, xin lỗi, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi và đã lập gia đình chưa ạ? Em lập gia đình rồi ạ, em 39 tuổi ạ. À vâng, cũng 39 tuổi rồi và gần đây thì thấy hiện tượng rất là khó chịu ở cơ quan sinh dục đúng không ạ? Và cũng chưa đi khám ở đâu à? Chưa đến bác sĩ để khám à? Em chưa ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xem là bạn cần làm gì để có thể là điều trị hay là cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình. Chị chào em. Vâng ạ, em chào chị ạ. Năm nay mình 39 tuổi thì kinh nguyệt của mình dạo này thế nào? Kinh nguyệt của em vẫn đều. Thứ hai nữa là mình bị như thế này là bao nhiêu lâu rồi em? Tầm độ 4 hôm rồi đấy chị ạ. À, mới có 4 ngày. Các cái triệu chứng của em ý thì nó khá là rõ đối với những cái bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Quan trọng nhất là bây giờ là phải tìm xem nguyên nhân nó là do cái gì. Muốn biết được nguyên nhân là cái gì thì người ta phải xét nghiệm cái dịch sinh dục của mình để người ta biết là nguyên nhân nó là gì. Thứ hai nữa là khi điều trị thì phải có chỉ định của bác sĩ chuyên về sản phụ khoa. Người ta sẽ phải làm xét nghiệm dịch sinh dục cho em để tìm nguyên nhân. Sau đó thì người ta sẽ điều trị. Và chị cũng muốn khuyến cáo em thêm một chút là đối với những cái viêm nhiễm cơ quan sinh dục này thì em cần phải có sự điều trị tại cơ sở y tế. Vì khi mà em điều trị ở cơ sở y tế thì người ta sẽ có những cái dụng cụ, người ta đặt thuốc cho em nó mới đúng vào vị trí, cũng như là thuốc nó mới ổn định ở trong cái cổ tử cung của mình. Còn nếu như mình tự điều trị ở nhà, mình tự mua thuốc về đặt, còn nếu như không đúng nguyên nhân hoặc là mình cái kỹ thuật mình đặt nó không đúng chẳng hạn thì nó sẽ không khỏi. Và khi không khỏi như thế nó có thể sẽ trở thành mãn tính, nó trở thành những cái bệnh mà nó viêm sâu hơn. Đặc biệt là em bây giờ 39 tuổi rồi, sắp sửa bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh. Cái nội tiết nó thay đổi rất là nhiều cho nên là rất dễ bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Và một cái nguyên tắc nữa cần phải lưu ý đấy là trong cái thời gian điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì tốt nhất là không nên có quan hệ tình dục, bởi vì nếu có quan hệ tình dục thì nó rất dễ lây, hay nói cách khác nó như kiểu bệnh lây qua đường quan hệ tình dục. Chồng em cũng bị kiểu như là ở cái đầu, bao quy đầu nó cũng nấm tấm những cái lốt ấy, nhưng mà chồng em không bị ngứa. Có thể là chồng em lây từ em hoặc ngược lại, có thể em lây từ chồng em. Vậy thì tốt nhất là em là phải đi khám ở bên chuyên ngành sản phụ khoa nhé, và điều trị theo đúng cái liệu trình của một cái điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Thế còn đối với chồng thì nếu mà tìm ra được nguyên nhân thì có thể bác sĩ sẽ kê cho chồng em một liều thuốc để chồng em uống. Vì khi mà đã bị lây nhau như thế thì thường là chúng tôi cũng hay điều trị cả vợ cả chồng. Và thứ hai nữa là chồng thì cũng phải chăm sóc cái cơ quan sinh dục của chồng, kể cả từ khâu vệ sinh cho đến quần áo rồi sử dụng trang phục vân vân. Thì hy vọng là hai vợ chồng điều trị một đợt thì nó sẽ ổn thôi nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị chào em. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ sớm chữa được bệnh bạn nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Gia Lai. Alo, thính giả gọi điện từ Gia Lai phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Chồng em là cặp bồ mà em bắt được 2 lần rồi. Con em thì nó rất là ghét, nó muốn là bỏ, thì em muốn hỏi chuyên gia là chuyên gia tư vấn cho em là như thế nào ạ? Hai vợ chồng lấy nhau được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ 15 năm rồi ạ. 15 năm rồi, và hiện nay thì anh chị có 2 cháu à? Dạ. Vâng, các cháu đã lớn chưa ạ? Dạ, một cháu là 14 tuổi, một cháu là 5 tuổi. Vâng, và 2 cháu cũng tỏ thái độ đúng không? Cũng có những cái lời khuyên dành cho mẹ. Dạ. Vâng, nhưng mà chị thì còn băn khoăn điều gì, còn lăn tăn điều gì nữa? Dạ, thì em cũng muốn bỏ, nhưng mà ý là bạn bè thì khuyên, thì cũng có người là nói là muốn bỏ, có người là nói là không muốn bỏ. Thì em muốn hỏi chuyên gia là cách tốt nhất cho em là như thế nào, mà ông chồng em là ông đã ngoại tình 2 lần rồi. Vâng, đúng là chồng ngoại tình thì cũng rất là đau khổ. Nhưng mà những người phụ nữ thì thường nghĩ rất là nhiều điều. Đằng sau cái đấy thì là mình còn nghĩ cho con, cho gia đình đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xem là chị cần làm gì ạ? Rồi, xin chào. Chào anh ạ. Mình nói là cặp bồ 2 lần, mình nói chi tiết một chút, cụ thể một chút. Trong lần thứ nhất là cô ấy là người qua đường, mình bắt gặp ở trong nhà nghỉ ngủ với nhau, hay là hỏi yêu nhau đến mức độ mà thân quý đã thuê nhà để ở chung với nhau vân vân. Đại khái là những cái lần đấy là như thế nào, bởi vì nếu mà cái thoáng qua thì nó sẽ khác. Thế còn nghĩa tình đến mức độ mà lằng nhằng với nhau 3-4 năm có mua đất mua nhà thuê cửa với nhau nó sẽ khác rất là nhiều. Mình chia sẻ một chút đi về hai cái vụ này đi. Dạ, hai người thì cũng giống nhau thôi, hai người đó là đều có gia đình rồi, hai người đó thì cũng đi nhà nghỉ rồi vậy đó. Em cũng theo dõi và đều mấy tháng hết, hai người phụ nữ đều như vậy hết. Thì bây giờ lúc ấy mình làm gì? Mình phát hiện là đi nhà nghỉ nhà yếc ấy thì mình làm gì? Dạ em định vị. Biết rồi, nhưng mà sau đấy thì mình có gặp hai người mình nói chuyện hay là gì? Còn định vị thì ngồi nhà biết rồi. Khi em bắt được trong nhà nghỉ và em quậy tưng bừng lên thì bỏ nhau thì thôi không hơn nữa, thì bây giờ trời lại cô khác đúng không? Cô khác một năm sau lại bây giờ cô khác. Thế hả? Ông xã là năm nay bao nhiêu nhỉ? Dạ 40. Ông ấy có phải là người làm ra tiền rồi trụ cột gia đình cho nên đôi khi nghĩ rằng là vợ không dám làm gì? Dạ không, ông chồng em không có làm ra tiền, chủ yếu là bây giờ là em làm ra tiền. Đấy, mình là người phụ nữ này, mình chủ động, mình làm ra tiền, các thứ mình nắm ở trong tay. Ông kia chả có gì, chỉ có mỗi cái thân, cái xác mà cứ đi hết cái nọ cái kia. Xong rồi mình nói là quậy tưng bừng, quậy là quậy trong nhà nghỉ, nhưng về mình có nói gì với ông chồng. Như vậy là ông làm tôi mất niềm tin, tôi thì bò ra để tôi làm, tôi kiếm tiền, tôi lo cho các con cái gia đình này. Ông thì đi, ông phản bội như thế, cho nên tôi hận ông. Cho nên là bắt đầu từ ngày mai đó, ông tự đi kiếm tiền mà ăn, rồi tôi cũng chẳng hơi đâu, tôi hầu ông nữa. Ví dụ có bao giờ như thế không? Mà không cần thiết thì xin mời anh ra khỏi nhà này, vân vân, có không? Dạ không, em thì rất là chiều chồng và nói chung là mình cũng thương ổng rất là nhiều, nên một năm vừa rồi là em đã nói không nhắc đến chuyện cũ, là em cũng không nhắc, không bao giờ em nhắc đến chuyện cũ nữa. Và hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau, nói chung là rất là nhường nhau. Còn cái gì mà cãi nữa, tiền đã không làm ra, bắt được ngoại tình vợ còn tha thứ, vợ làm ra tiền lại nhẹ nhàng như thế, chiều đến nỗi cả năm không bao giờ nhắc lại lỗi lầm thì làm gì mà chả yêu thương vợ đúng không, còn kính trọng nữa ấy chứ. Nhưng mà mình thì mình cũng thấy nó tức lắm đúng không? Mình đâu đến nỗi nào, mình là cái người tức là hình thức cũng chẳng đến nỗi gì đúng không, mà giá như mà bảo là chê vợ xong rồi cặp cô 19 đôi 10 chân dài chưa có chồng thì đã đành. Đây cũng lại với một cái bà cũng trốn chồng, bà đi để bà ngủ với mình. Thật ra thì hai cái vụ này đều là những vụ ăn vụng ăn trộm thôi, đôi bên là chả phải yêu đương gì đâu, chả phải rung động trái tim gì đâu, mà chỉ vì tình dục thôi mà, đúng không? Thế thì rồi là nó cũng sẽ tan thôi. Và cái nguy cơ là kiểu như về để quậy tưng bừng để đòi ly hôn vợ để đến với cái cô kia là không có, vì đều là những đối tượng đúng là bồ bịch thật sự. Cái vụ gần đây nhất thì là bao giờ? Cái vụ gần đây nhất thì hôm em điện cho anh đó thì em còn đang đi rình, còn chưa biết bắt kiểu nào. Còn mấy hôm nay thì em bắt được trong nhà nghỉ rồi, em cũng quậy tưng bừng luôn. Rồi cũng đòi bỏ, nhưng mà phiếu ở trong gia đình của em thì bố mẹ ruột cũng nói là bỏ đi, em gái cũng bỏ đi, con gái cũng nói là bỏ đi cho rồi. Dạ, phiếu là ủng hộ em là bỏ hết, nhưng mà phiếu của xã hội thì có người nói bỏ, có người nói không ạ. Bây giờ cái phiếu của mình là quan trọng nhất. Dạ đúng. Bởi vì con thì nó hay xót mẹ không, nó thấy ba nó đã không làm ra tiền, thiếu trách nhiệm, không có gần gũi gì với con cái lại, còn cặp bồ thì nó tức thay cho mẹ thì nó nói rằng là mẹ hay là má bỏ ba đi, con ủng hộ cái việc bà. Thế còn để bố mẹ mình bao giờ cũng xót con gái như thế, trời ơi vất vả, dám mà lấy đại gia ngồi đấy mà ăn sung mặc sướng đã đành, đây cũng vẫn phải đi làm để kiếm tiền, lại còn mình có khi còn là trụ cột gia đình đúng không, đã thế lại chồng lại còn không biết điều, lại còn thế nọ thế kia, thành ra bố mẹ cũng xót rằng bỏ đi. Nhưng mình là người trong cuộc, mình biết nhất, sống với nhau mười mấy năm rồi, mình hiểu tính ông ấy đúng không, ông cũng thương mình, cũng nhẹ nhàng, bình thường cũng có trách nhiệm đúng không. Chỉ mỗi chuyện thỉnh thoảng lại ngủ với người khác một tí thôi. Thật ra thì rất là nhiều hoàn cảnh gia đình như thế. Có những gia đình mà người vợ quá bận rộn với làm ăn, chẳng có hơi sức đâu để mà đi theo dõi, để mà biết. Có khi chồng mình ngoại tình cũng chả biết đấy chứ. Ở đây trong trường hợp này mình là cái người thứ nhất nhạy cảm, thứ hai nữa là cũng có điều kiện thời gian mình mới theo dõi, mình biết. Chứ còn thì đàn ông đôi khi ở nhà là chồng mình, ra ngoài đường chả biết là có còn là chồng mình không thì, nhưng mà cuộc sống nó cứ bận rộn, nó cuốn đi, mải làm mải ăn mải lo nọ kia cho nên không biết được. Đợt này thì thế này này, anh thì anh nghĩ rằng là nếu mà chia tay thì nó cũng hơi non ở cái chỗ rằng là chưa đến mức thậm tệ. Giá thế này này, nghiện hút cờ bạc rượu chè, về một ngày đánh vợ 3 trận, Có những hôm mà đấm thâm tím mặt mày vợ vào, xong rồi thậm chí ngoại tình thì lại còn trơ trẽn mức độ đưa cả gái về để ở nhà mình ấy. Trước mặt vợ thì thực tế là cái sự coi thường. Còn đây thì thôi, một cái người đàn ông mà gọi là ăn vụng ấy mà, đúng không? Ăn vụng nhưng cũng hơi nghiện rượu á anh. Cái gì? Ý là ăn vụng nhưng mà cũng có bị nghiện rượu. Hay uống. Rồi, vụng là vụng gái chứ không phải ăn vụng mà là đồ ăn đâu. Không, ý là nhưng mà ổng cũng hay nhậu nhẹt á. Thôi thì mình nghe giọng của em thì thật ra chưa muốn hất đi tất cả. Đúng là có buồn thật, có thất vọng. Nhưng mà đôi khi người ta nói rằng là lúc mà còn chưa bỏ được ấy thì mình chỉ muốn bỏ phắt đi cho nó xong. Nhưng mà đôi khi một cái cuộc ly hôn ấy nó kéo theo nhiều thứ lắm. Đôi khi người ta nghĩ sao lúc ấy mình không nhẫn nhịn một chút xíu nữa. Thật ra so sánh giữa cái tốt với lại cái xấu, giữa cái được với cái chưa được thì cái phần được của ông vẫn nhiều hơn. Người ta vẫn hay khuyên nhau một cách rất là kỹ thuật thế này, cái tờ giấy mình kẻ đôi ra. Một bên là mình ghi là điểm tốt, một bên là cái hạn chế. Xong mình gạch tất cả những cái điểm tốt của ông ra đi. Khỏe mạnh này, ứng xử tốt này, đối với lại bố mẹ mình cũng được này, cũng chịu khó làm ăn này, thỉnh thoảng mới nhậu chứ không bê tha bể bạc này, chưa chửi tục bao giờ, chưa dám đánh vợ lần nào này, tất cả nhiều đó. Còn bên kia cái lỗi của nó là 2 lần ngủ với người phụ nữ khác. Đó. Thì mình mới đưa lên bàn cân thì mình thấy có những người phụ nữ chấp nhận được rằng là thôi, thà rằng cứ đi bóc bánh trả tiền, miễn là đừng có tạo dựng mối quan hệ bền chặt. Người ta sợ nhất là ví dụ yêu một ai đó mà lại có tình cảm thật với nhau này, thế xong rồi còn mỗi tháng hỗ trợ cho 5-7 triệu này, xong rồi thuê nhà để mà một tuần đến để ở với nhau mấy bữa này, đi làm xong rồi là cứ 2 hôm về nhà, 2 hôm ở với cô kia này, những cái loại chia sẻ như thế mới kinh nhá. Nhưng mà mình không thể cho qua, bởi vì có lần thứ 2 nó sẽ có lần thứ 3, thứ 4. Đời cứ 3 lần 4 lần như thế nữa thì mình hết tuổi xuân của mình mất. Bây giờ thế này này, lần trước em đã tha thứ và em nghĩ rằng là lúc ấy thế nọ thế kia, nhưng không ngờ bây giờ anh đã thế này. Em thấy em mất niềm tin. Vì vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ đưa ra những cái quy định này. Người ta giống như là kiểu ký hợp đồng ấy mà. 1. Điện thoại đưa đây em cầm em quản lý. 2. Đi đâu mà không về thì bác trước, bởi vì anh ấy đang người có lỗi mà đang trong thời gian thử thách mà, đúng không? Thử thách thì phải chấp nhận cái sự quản thúc là đúng rồi. Đi đâu khỏi nhà, nếu mà đi mà cả vợ cả chồng đi được thì em cũng đi này, còn nếu đi mà về trễ về muộn thì phải báo trước này. Thế rồi là nếu còn để một lần nữa tái nữa thì việc đầu tiên xin mời là xách túi ra khỏi nhà và không cần phải nọ kia gì này. Tài sản này, cái nhà này em sẽ chuyển sang tên cho con hết. Thế còn thì anh chỉ việc xách túi ra đi, bởi vì cũng chẳng phải của em mà cũng chẳng phải của anh nữa, của con rồi, đúng không? Tức là phải đánh cả vào những biện pháp trừng phạt kinh tế. Em nhìn thấy các nước ở trên thế giới mà nó bực tức gì nhau, nó cứ toàn dở những bài cứ trừng phạt với cấm vận ấy, đánh vào kinh tế. Thì bây giờ ổng nói là không có ly dị ổng, thì nếu không ly dị ổng thì tài sản chia làm 4. Thì em cũng đang là không ly dị, nhưng sao mà em định đạo ký xong giấy tờ là em mới ly dị. Thì ý là chia là ví dụ bây giờ mình cứ chia ra cho con mình đi, cho nó lỡ sau này nó có đi ấy, thì không có mà rồi mình gần như là viết di chúc, đúng không? Viết được biết là cái nhà này hiện nay là chúng tôi đang có 300 mét đất và 2 cái nhà, cái nhà ở trên nền đất phần nọ phần kia cho thằng cả cái nọ kia đấy, đấy là di chúc mà không phải nói miệng với nhau. Nếu có lập di chúc thì phải lập di chúc ở các cơ quan pháp luật, những cơ quan công chứng nhà nước nhá, người ta còn chứng thực cho xong đóng dấu thì nó mới có giá trị pháp lý. Em ra công chứng à? Tốt nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Em cảm ơn chị ạ. Vâng, chúc cho chị sẽ có cách giải quyết cho gia đình mình chị nhé. Dạ. Vâng. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Thưa em hỏi là chồng em ấy, có nghĩa là 32 tuổi, có nghĩa là chỉ trong vòng 1 tháng này thôi là làm sao mà không xuất được tinh ra, nghĩa là vẫn cứ quan hệ bình thường. Vâng. Mà lại không xuất được tinh, nghĩa là rất là muốn xuất mà không xuất được. Cho em gặp bác sĩ với hoặc là tâm lý với ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời ạ. Tôi chào bạn. Em chào chị ạ. 1 tháng nay thì thấy cái chất lượng quan hệ tình dục nó không như là mình mong muốn nữa, đúng không? Dạ vâng ạ. Tức là về tất cả mọi thứ khác thì ổn không? Chỉ có việc không xuất tinh được thôi, hay là ví dụ như là những cái khác, ví dụ cương dương nó không tốt này, rồi là quan hệ thì nó không được lâu, hay là như thế nào nữa em? Chị ơi, cái tháng trước ấy thì nó nhanh nhũn lắm, nghĩa là quan hệ được khoảng 5-10 phút ý, là nó lại xìu. Nhưng sang cái tháng này thì bọn em cũng có nghĩa là cũng để cho chồng em thư giãn khi làm ít ấy. Thì cái chất lượng quan hệ thì cũng được, nhưng mà nó lại không xuất được tinh. Chuyện hơn một tháng nay rồi là không xuất được. Chồng em cứ bảo là khó chịu lắm, rất là thèm, rất là yêu quý vợ, nhưng mà làm sao không xuất được hả chị? Thế hả? Thế còn cương cứng thì có tốt không? Có ạ, cương cứng vẫn tốt ạ. À, chỉ có không xuất được tinh thôi. Dạ vâng. Chồng em đã có đi khám sức khỏe chung bao giờ chưa? Có mắc những cái bệnh gì mãn tính không? Dạ chưa ạ. Chồng em không bị bệnh gì đâu, chồng em chỉ có hơi bệnh dạ dày thôi ạ. Bệnh dạ dày thôi. Có phải uống thuốc gì không em? Không, chồng em cũng chẳng thuốc, chồng em chỉ uống một ong thôi ạ. Ví dụ như là có thấy nói gì là ví dụ đi tiểu bị buốt hay là bị đau hay là như nào không? Có rối loạn gì đường niệu không? Dạ không ạ, chỉ có cứ đêm không ngủ được thì hay đi tiểu thôi ạ. Như thế nào em? Đi nhiều lần thôi chứ cũng không đi buốt mà cũng không sao cả. Sao lại bị không ngủ được là như thế nào? Kiểu hút thuốc lá ấy, thì là mấy đêm không xuất được là nhà em lại cảm tưởng như là cứ lo sợ ấy, thì lại mất ngủ. Tức là nó rất nhiều thứ khác nữa. Nó rối loạn tâm lý. Em cứ bị tiêu cực mấy ngày nay á. Cái công việc khó chịu lắm, xong tính thì lại khó tính, lại sinh ra trước giờ rất là dễ tính mà bây giờ tính cứ khó tính, em chẳng có cái gì cả, cũng cáu các luôn. Mình cũng phải thông cảm, bởi vì là thực ra mà chồng đang ở độ tuổi 32, 33, 34 như thế này ấy, là cái tuổi mà cái quan hệ tình dục nó rất là sung ấy, hay nói cách khác là cái đời sống tình dục ở cái giai đoạn này của họ đang rất là khỏe. Thế và đối với đàn ông thì bao giờ họ cũng nghĩ cái chất lượng quan hệ tình dục như là một cái điểm để đánh dấu về cái nam tính hay là cái gọi là tính đàn ông ấy. Cho nên là họ rất là sợ với những cái nó không làm cho bạn tình hoặc là bạn đời thỏa mãn hoặc là thoải mái, là họ cảm thấy rất sợ. Họ luôn luôn lo sợ là mình đánh giá họ đàn bà, rồi đánh giá họ là không mạnh mẽ vân vân. Chính vì thế là những cái người đàn ông mà khi mà mắc các cái bệnh về nam khoa ấy là người ta thường rất hay tự ti. Thế thì và nó thành như cái vòng luẩn quẩn. Cái tâm lý, đặc biệt là sức khỏe về tâm lý ấy, nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ tình dục, và nó như cái vòng luẩn quẩn là khi mà tâm lý người ta không thoải mái thì có thể là nó cũng ảnh hưởng tới cái chuyện quan hệ tình dục, rồi từ cái chuyện quan hệ tình dục nó không như mong muốn, nó lại làm cho cái căng thẳng về thần kinh, nó tạo thành các cái stress, thì nó lại cũng gây ra những cái bất ổn như vậy. Nhưng mà thôi, chị nghĩ là chồng em thì thực ra còn rất là trẻ. Có lẽ là hai vợ chồng nên đi khám đi nhỉ. Em ở Nam Định cũng rất là tiện mà. Em lên trên Hà Nội ấy, có nhiều các cái bệnh viện về nam học ấy. Em cứ ngại không đi. Em phải nói với anh ấy rằng là những cái bệnh về nam khoa này nó cũng như là bệnh ở các cơ quan khác thôi. Ví dụ như là người ta thì tiểu đường, người ta thì tăng huyết áp, người ta thì bị gút, người ta thì bị viêm thận vân vân. Thì đây nó cũng chỉ là những cái ảnh hưởng tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục, và chính như mình nói rằng là vì nó có những cái ảnh hưởng như vậy và nó làm cho người ta rất là tự ti và người ta rất là ngại đi khám. Có thể người ta lại nghe bạn người ta uống những cái thuốc nó linh tinh, không đúng bệnh hoặc là tự điều trị thì còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Mình cứ nói với chồng như thế, và chính bản thân mình cũng phải thể hiện một cái thái độ rất là tích cực ấy. Mình phải động viên chứ mình cũng đừng thể hiện cái sự chán nản, sự coi thường, và đấy là cái người đàn ông người ta sợ nhất. Em hãy nói với chồng em là nó cũng như là bệnh ở các cơ quan khác thôi. Thì đi khám đi, bởi vì sao? Bởi vì là thường những cái bệnh về nam khoa ấy thì trừ một số những bệnh do tâm lý nó gây rối loạn những cái cơ năng thì may ra còn điều chỉnh được, nhưng mà những cái đấy thì cũng phải có sự thăm khám của bác sĩ để đánh giá xem nó là rối loạn về cơ năng hay là rối loạn thực thể. Còn đa số những cái bệnh lý liên quan tới rối loạn thực thể thì người ta phải có sự thăm khám cũng như là điều trị của bác sĩ chuyên khoa về nam học thì mới được em ạ nhé. Em cảm ơn chương trình nhiều lắm ạ. Hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ giúp trang bị cho chị thêm được một số kiến thức trong cuộc sống gia đình nhé. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Rồi ạ, chào chương trình nha. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Trong thời gian qua thì mình có quen một anh bộ đội ấy. Vâng. Thì trong thời gian quen ấy thì mới đầu thì mình cũng không biết, khoảng độ 3-4 tháng ấy thì có thấy anh nhắn tin rồi qua lại với một người đã có gia đình rồi, có 2 con rồi, thì vợ người đấy thì là bạn thân của cái anh bộ đội này. Vâng. Thế nên mình có góp ý và nói ấy, thì khoảng 1 tuần sau thì vợ với lại cùng một nhóm người 3-4 người ấy đến đánh mình ngay tại nhà của cái anh bộ đội này ấy. Hôm đấy thì mình là thứ Bảy ấy, thì vâng, anh có mời qua ăn cơm, thì mình qua thì một nhóm người đấy qua đánh mình. Xong rồi là mình từ hồi đấy thì mình đã không có ngày không liên lạc nữa ấy. Vâng. Mình đã chuyển đi chỗ khác rồi, mình thì là giáo viên mầm non. Thì xong bây giờ anh đấy cứ bảo mình là quay về này kia ta thứ trong đấy, thì mình muốn hỏi chương trình là với cái người như thế thì mình có nên tiếp tục hay không? Anh này là mình quen như thế nào nhỉ? Năm nay mình 42 tuổi rồi đúng không? Tức là mình xin lỗi là đã có gia đình lần nào chưa nhỉ? Đúng rồi, mình cũng có gia đình một lần rồi và anh thầy cũng có gia đình một lần rồi. Thì mình cũng quen qua cái người bạn của anh này thôi ở trên mạng ấy. Thế xong còn cái người này thì mình đi, hôm đấy thì mình đi tiêm Covid, xong mình gặp trực tiếp. Đúng rồi, gặp trong trực tiếp thì xong rồi là hai người cũng thấy nhiều cái quan điểm nó phù hợp ấy, thế nên là mình tiến tới, nhưng mà không ngờ đằng sau thì anh ấy lại thẩm pha thẩm thục như thế đấy. Mình cũng muốn hỏi chương trình là những cái người như thế thì mình không biết là mình có nên tiếp tục hay không nữa. Có nên tiếp tục hay không? Một câu hỏi đặt ra rất là khó đối với chuyên gia của chương trình. Vâng, nhưng mà tuy nhiên là hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia với cả thính giả cũng sẽ phần nào giúp gỡ rối được cho thính giả nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn tiếp chuyện ạ. Vâng ạ. Rồi, xin chào cô giáo mầm non. Vâng, em chào anh ạ. Mình ly hôn rồi đúng không? Dạ, em ly hôn được 13 năm nay rồi. Ủa? 13 năm nay mà cũng chưa đi bước nữa, bây giờ mới thấy khát khao yêu đương đúng không? Cũng không phải là khát khao yêu đương mà tại vì là cũng giống như là cái duyên nha nhạ. Trước đây con còn nhỏ cho nên là mình cũng lo chuyện làm ăn để nuôi con đúng không? Các cháu lớn hết chưa? Có đứa nào lấy vợ lấy chồng chưa? Lên bà nội bà ngoại chưa? Chỉ có một đứa thôi nhưng cháu cũng lớn rồi nhạ. Thế hả? Thế xong rồi là khi mà chia tay với cái chú bộ đội kia thì bà đi đâu? Bà bảo bà bỏ đi để mà cách ly thì bà đi đâu? Chuyển công tác đi từ huyện khác à? Có nghĩa là em chuyển vào Nam anh ạ. Em thì công tác ngoài Hà Nội nhưng mà em chuyển vào Nam luôn, mà bây giờ ông ấy cứ níu kéo em. Sao giỏi thế hả? Vâng ạ, ngày trước thì tìm hiểu thì chưa gì, nhưng bây giờ anh cứ bảo là về để đăng ký kết hôn, để danh phận này kia ấy. Này, thế bây giờ từ bên nhá, ở trong miền Nam thì mình có làm được đúng giáo viên mầm non không? Em lại vào, em lại chuyển qua bên ngành điều dưỡng của bệnh viện. Thứ nhất là mình đa năng, từ cô giáo mầm non sang điều dưỡng cũng đã là một kỳ công rồi. Này, thế còn cái con nhà mình thì nó đang học gì ở đâu? Cháu thì học bên trang điểm cô dâu, cũng ở trong này luôn anh ạ. Thôi thế thì thế này nhá. Có thể là mình cũng còn liên tiếc, cũng nghĩ đến là có một cái cơ hội ít ra cũng có kỷ niệm với nhau đúng không? Mình cũng đã 13 năm mà không có người nào tìm hiểu, hoặc là người ta tìm hiểu mình mà mình cũng không rung động. Thế mà gặp cái anh này thì mình lại có cảm xúc, thì chứng tỏ là cũng có cái duyên, nhưng mà thật sự ra là duyên nó ngắn quá. Hai nữa rằng là mình cũng chả nắm chắc được anh có bỏ vợ thật không. Thế rồi một cái chú bộ đội mà bỏ vợ thì cùng một lúc lại có triển khai nhiều trận đánh ở nhiều đồn giặc, thế thì rồi của mình cũng chỉ là một cái đồn cái bốt thì cũng chết. Mà cuộc đời thì ngắn, bây giờ tuổi này 40 mấy rồi lại còn bị lừa cho, rồi cứ 3 lần đau tim, 4 lần đi đánh ghen, 5 lần bị dọa nạt thì mình hết đời. Cho nên thế này, đúng là té nước thau mưa, các cụ nói là trong cái rủi có cái may. Nếu như mà mình không bị cái đám kia nó kéo đến để nó đánh ghen ở nhà cái chú bộ đội này ấy, chưa chắc mình đã bỏ mình đi đúng không? Và chưa chắc mình đã có một cái trang mới đổi đời. Đổi đời đấy không có nghĩa là một phút lân tiên, mà chỉ là mình xê dịch công việc này, chuyển từ ngành giáo dục sang ngành y tế này, chuyển từ cô giáo mầm non sang điều dưỡng này, con mình cũng ở trong đấy vô cùng thuận tiện này. Và môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng là môi trường mà rất nhiều người khó khăn ở nơi khác, nhưng vào đấy cái thì lại dễ sống, là một mảnh đất dung nạp rất là nhiều những người lao động khác nhau. Hy vọng rằng hãy chốt ở chỗ đó. Còn thì tình yêu chẳng đến sớm thì đến muộn, chả người này thì người khác, biết đâu mấy bữa đã gặp một anh Tiền Giang ngon lành cành đào, lại còn là trai tân nữa cơ, mới có 42 nhưng mà cứ chết lăn chết lóc của mình mà mặc dù chưa kết hôn bao giờ, không ai nói chắc điều gì cả, đúng không? Sống đến lúc này rồi hãy nhìn về tương lai mà sống, còn thì quá khứ những cái gì mà nó không đẹp khép nó lại. Đấy, cho nên người ta nói là cánh cửa này khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, đừng cứ ngoái đầu lại nhìn cánh cửa mà người ta đã cũng sầm lại rồi, đúng không? Lại quay lại cố tình tiếc xong rồi cậy cái cửa, chẳng may nó kẹp vào tay cho, có phải là tai nạn không? Từ đấy là tai nạn vô ý mình tự tạo ra cho mình. Cho nên là tập trung làm việc, giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi thì điều dưỡng là vất vả chứ không như mầm non có giờ có giấc, chứ đấy cũng phải đi ca, đúng không? Đúng ạ. Đúng rồi. Thế nhưng mà lương lậu đỡ hơn cô mầm non đúng không? Vâng, thì đỡ hơn gần gấp đôi anh ạ. Tốt quá, nhưng mà mình lại phải thuê nhà đúng không? Vâng, thì em nói chung là nhà cửa thì em có anh em ở trong này rồi. Nhưng mà mình nói thế chứ mai kia mình tuổi mình cũng là người chững tuổi rồi, xong còn có con cái, mình không thể ở nhờ anh chị em mãi được. Mình cũng phải nghĩ đến chuyện là thuê ở ngoài đi để cho con nó học về trang điểm thì sớm muộn nó cũng ra nó làm ở tiệm nọ tiệm kia, biết đâu nó lại mở tiệm, mẹ thì điều dưỡng, con thì trang điểm cô dâu, trời ơi lại hái ra tiền đến nơi bây giờ đấy. Thế rồi lúc ngày nào đó quay đi quay lại mẹ vợ đến nơi, rồi lúc ấy bà ngoại bế cháu, rồi là một mặt thì bà ngoại bế cháu, một mặt thì tay bên kia vẫn cứ nhắn tin cho tình yêu, thì rồi cũng vất vả đấy. Rồi không quay lại, kiên quyết xác định ở trong cuộc sống cái gì cho qua luôn, không có quay lại làm gì cả. Giá như đấy là một cái người nghĩa tình, ăn ở với nhau 5 năm 7 năm đầy những kỷ niệm, và bây giờ nhắm mắt lại cũng thấy những hình ảnh đẹp với nhau ấy thì người ta mới tiếc. Giờ tiếc quay trở lại ngộ nhỡ một đám khác lại kéo đến lại đánh cho trận nữa, có khổ không, đúng không? Mà xã hội mà thì người ta vốn dĩ là người ta cũng chả thấy cảm tình gì với những cái vụ đánh nhau mà do ghen tuông rồi người thứ ba người thứ tư đó, cho nên là có khi người ta đứng người ta xem là chính, mình có bị túm tóc hay là đánh người ta chả bênh đâu rồi nha. Rất may, đúng là trong cái rủi có cái may, xui khiến cho một cuộc đổi đời, một cuộc di rời rất là quan trọng, đổi cả nghề, đổi cả nơi công việc. Thế còn thì hy vọng rằng là còn tí tình yêu nó sẽ sớm đến thôi nhá. Vâng ạ. Chúc cho bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống nhé, và hy vọng rằng mình cũng sẽ tìm được một người đàn ông thật là phù hợp với bản thân mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng ạ. Đứa cháu nhà em coi như là hai vợ chồng khỏe mạnh bình thường. Vâng. Cơ mà nó sinh cháu thì 7 tháng thì chồng nó bị tai nạn, vâng, giao thông, thế là làm mất 17 ngày coi như là mới tỉnh lại ấy. Thế thì trong đấy thì cháu cũng đi hàng tháng vẫn đi kiểm tra thai nghén, thế cơ mà không làm sao. Thế khi đẻ thì là cháu lại yếu quá, con của nó yếu quá, vâng. Thế là về sau nuôi thì khó khăn quá, không ấy được. Thế đi người ta bảo con bé con này nó bị bại lão. Vâng. Bại lão thì bây giờ càng nuôi nó càng, nó cũng không to ra mấy mà lớn mấy, mà nó cứ teo dần ấy. Thế bây giờ thì là gia đình cứ bảo thôi thì đẻ một đứa thứ hai đi. Thế cơ mà các cháu nó sợ, nó bảo là sợ là nó lại di truyền kiểu như là đẻ thứ hai thì cũng bại lão đấy. Vâng. Thì nó không đẻ. Tôi mới hỏi chương trình xem là đứa thứ hai thì liệu có bị như thế không, hay là do như thế nào ạ? Vâng, đây là bà nội hay bà ngoại hỏi đấy ạ? Vâng, bà nội ạ. À, bà nội, vâng, bà nội rất là quan tâm tới sức khỏe của con và cháu của mình. Vâng ạ, câu hỏi của bác xin được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bác, xin mời ạ. Chị ơi, tôi chào chị. Vâng ạ. Vâng, thật sự là chia sẻ với bà nội nhỉ. Thường qua đi mất thôi mà lại vất vả đúng không? Đi coi như là đi tập suốt, trị liệu suốt mà không được. Nó cứ yếu dần mà nó lại ăn uống, coi là đến bây giờ ấy, gần 2 tuổi mà coi như là ăn chỉ được lưng cái chén chấm nước mắm thôi. Cháu nó nhận thức của nó có tốt không chị? Không. Thế à? Vâng. Gọi đi khám rồi thì là bà bị bại lão, thế mà về nhà cứ tục đẻ thì nó bảo sợ là di chuyển đấy, nó không dám ấy. Vâng. Chị ơi, thế thì hiện nay là cháu đấy nó có đi được không, hay là nó cứ nằm một chỗ thôi? Cứ nằm mà chị. Khổ thân, vâng. Thế còn bố cháu thì như thế nào ạ? Đã hồi phục chưa ạ? Bố cháu thì hồi phục rồi. Thế cơ mà đấy coi là có nghĩa là cũng không tin nhanh được. Nó cũng ảnh hưởng về cái đấy. 17 ngày hôm sau mới tỉnh được mà. Vâng. Có bố thì hiện nay có làm được gì không chị, hay là chị phải nuôi hết? Vâng. Cũng có đi làm bảo vệ thôi. Cơ mà người ta căn bản cũng quen biết thì làm bảo vệ cũng. Nói chung là cũng 10 phần thì bây giờ ông Mạnh được 5-6 rồi. Thế à? Vâng. Thì không biết là do tinh thần như thế hay là do di truyền nên nó không dám đẻ. Vâng. Bại não thì thực ra là nguyên nhân của nó thì nó rất là khó chị ạ. Y học nó rất là phát triển và người ta có nhiều những cái chương trình người ta gọi là chẩn đoán trước sinh ấy. Người ta có nhiều những cái biện pháp để người ta xét nghiệm cũng như là kiểm tra để phát hiện sớm các cái dị tật của thai nhi. Ngay khi mà vẫn bào thai, vâng, ở trong tử cung chứ chưa đẻ ra ngoài ta đã phát hiện rồi. Thế và những cái mà bại não như thế này ấy, thì cũng khó có thể tìm được nguyên nhân. Nhưng có một số các cái nguyên nhân, ví dụ như là khi mà mẹ cháu mang thai cháu, mẹ cháu bị mắc một số những cái bệnh mà đặc biệt là những cái bệnh mà nhiễm virus ấy ạ. Ví dụ virus cúm hay là rubella hay là gì đó, thì khi mắc những cái bệnh đó có thể nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra dị tật thai nhi. Hoặc là những cái nguyên nhân khác, ví dụ như bản thân cái thai đó nó không bình thường, nó phát triển, nó không thuận lợi, cho nên là nó gây ra những cái dị tật ngay từ trong bào thai. Thế và một cái khác nữa là rất nhiều những cái trường hợp người ta chẳng tìm được cái nguyên nhân vì sao mà nó gây ra những cái dị tật như vậy. Trong đấy có một cái hiện tượng như cháu nhà chị ạ. Vì thế mà hỏi là có di truyền hay không thì thật sự là rất là khó chị ạ. Không ai có thể trả lời chị được câu hỏi là có di truyền hay không. Bởi vì sao? Bởi vì ở Việt Nam hiện nay á, kể cả rất nhiều những cái bệnh mà người ta không phải là từ đẻ ra đâu. Ví dụ như là người ta bẩm sinh thực sự, ví dụ những bệnh về khiếm thị hay là những cái khuyết tật khác, cũng không có cái cách nào để mà phát hiện được trên hệ thống gen xem là nó có di truyền hay không. Nhưng bên cạnh đấy thì cũng có rất nhiều gia đình là có thể có một cháu bị khuyết tật, thế nhưng mà những cháu khác thì lại bình thường. Chính vì thế, theo tôi thì cái việc đẻ một cháu khác thì gia đình cũng cân nhắc. Bởi vì sao? Tâm lý người Việt Nam thì thường bao giờ mình cũng muốn là có chị có em. Thứ hai nữa là cái con chị không may nó đã như thế rồi thì cũng rất mong là có thể sinh ra một đứa nữa để nó đỡ đần cho bố mẹ sau này khi bố mẹ già ấy. Chỉ có điều là như thế này, khi mà chuẩn bị có em bé thứ hai này á, bố mẹ phải chuẩn bị rất là kỹ. Bố mẹ rất cần được đi khám về sức khỏe sinh sản tổng thể để mà có thể phát hiện sớm được những cái bệnh mà có nguy cơ có thể gây dị tật, hoặc là có thể những cái mà có thể ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là khi bây giờ bố lại đang bị biến chứng của cái tai nạn, đúng không chị? Tất nhiên những cái biến chứng của tai nạn thì có thể nó chẳng di truyền gì đâu, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe chung, trong đấy có cả cái hoạt động của cơ quan sinh dục ấy, thì có thể nó cũng làm cho cái chất lượng của tinh trùng có thể nó không tốt chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế thì bố mẹ cháu khi mà có thai lần sau thì cần phải có kế hoạch. Thế và trước đó thì bố mẹ cần phải đi khám sức khỏe tổng thể của cả hai bên. Thế và nên khám ở chuyên khoa, có những cái bệnh viện mà nó chuyên về sản phụ khoa, người ta sẽ tư vấn cho mình trong cái trường hợp mà mình đã có cái nguy cơ như ở lần 1. Thứ hai nữa là khi mà có thai thì rất cần là phải theo dõi, tức là phải tham gia các cái chương trình để mà người ta tầm soát phát hiện sớm các cái dị tật cho thai nhi chị ạ. Bây giờ nó cũng có rất nhiều các chương trình. Thì có lẽ là bố mẹ cũng nên bàn với ông bà hai bên. Bây giờ nếu như ông bà hai bên mà khỏe mạnh, có thể giúp đỡ được cho các con cả về vật chất, cả về chăm sóc, cả về tinh thần vân vân, thì khi mà chuẩn bị kế hoạch có em bé tiếp theo thì mình chuẩn bị chu đáo một chút thì nó cũng yên tâm hơn chị nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúc gia đình mình sẽ luôn gặp may mắn chị nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Vâng, em đây ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em muốn hỏi chương trình tư vấn cho em là vợ chồng em đã ly thân 3 năm nay ạ. Vâng. Chồng em đi ngoại tình, quay trở về để đánh đuổi mẹ con em, đuổi em ra khỏi nhà. Vâng. Bà làm đơn ly hôn là bắt em ký, nhưng mà trong tài sản của em không có gì, chỉ có mỗi ba đứa con chung ạ. Vâng. Mà đất đai của em thì cái nhà trước ông bà cho thì em được đứng sổ đỏ rồi, nhưng bây giờ còn cái đất ruộng đấy là của thuộc về của mẹ chồng em với của em chồng em, và cái khẩu của em thì không có liên quan ở đấy, và chồng em ngày trước không chuyển khẩu của em về. Vâng. Thì bây giờ là người ta làm sổ bìa đỏ trước thì nhưng mà chồng em không làm, thì bây giờ là hóa ra em vẫn chưa có sổ bìa đỏ đó. Vâng. Thì bây giờ em đã gây dựng làm trang trại trên đất đó, thế nhưng mà bây giờ chồng em đuổi em ra trắng, không có một cái gì. Thì em xin chương trình tư vấn cho em là nên em nên níu kéo hay em ly hôn ạ? Vâng, xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh của chị, tức là hai người cũng đã ly thân hay là ly hôn chính thức rồi ạ? Ly thân 3 năm nay rồi ạ. Vâng, mới đang ly thân. Vâng, vâng, tôi hiểu tâm trạng của chị. Vâng. Rất là chia sẻ với chị nhé, một lần nữa. Vâng, vâng. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị. Xin mời anh Đoàn ạ. Rồi, xin chào. Vâng ạ, xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Nghe giọng buồn quá đúng không? Vâng ạ. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Năm nay 50 tuổi rồi ạ. Ồ thế à? Các cháu ba đứa con thì đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu lớn là 26 và cháu thứ hai là 24, còn cháu thứ ba năm nay 16 ạ. À, cũng lớn cả rồi nhờ. Có vâng, cháu vâng. nào trưởng thành lấy vợ lấy chồng rồi đi làm được chưa? Thật là cháu thì cháu lớn thì đi Đài Loan được 3 năm. Ồ. Còn cháu thứ hai thì cháu cũng đi Nhật rồi, còn cháu thứ ba thì còn đang ở nhà đây, đang đi học. 16 tuổi là ở nhà thôi, còn hai đứa này giỏi thế. Em muốn hỏi là làm sao mà đấy là bố nó lo hay là mình lo hay là ai chỉ dẫn mà hai cháu đi được, đứa Đài Loan đứa Nhật là cũng khá đấy. Cũng cả hai vợ chồng đều lo, thế nhưng mà ngày trước thì chồng em cũng rất là lo lắng nhưng cho gia đình mà. Ba năm nay là chồng em dính vào gái gú là đi bỏ từ nhà ra đi. Về thì em cũng rất là muốn níu kéo gia đình, đến rồi, bây giờ thì em níu kéo nhưng cũng không được nữa. Bây giờ về cứ đánh đập em và đuổi em ra khỏi nhà, cả họ quên không được. Mình có biết là anh bỏ nhà đi xong rồi ở với một cái cô nào đó ở đâu thật xa hay là ở trong làng thôi? Ở xa anh ạ, theo cách đây khoảng mấy trăm cây ạ, nhưng mà thuê như nhà gần ở đây ạ. Quê cô thì ở xa chứ còn cô thuê nhà gần chỗ nhà mình đúng không? Vâng, và 3 năm vừa rồi là mình ly thân là ông không ở nhà và ông đến ông ở với cô kia. Vâng, vâng. Và trong suốt 3 năm ấy mình cũng không làm gì. Em cũng đến em gặp rồi em nói trực tiếp với cô ta và chồng em rồi nhưng mà cả hai người không nghe ạ. Chắc là họ đợt này là ông muốn về là ly hôn mình để lấy cô kia đấy đúng không? Em cũng không hiểu bởi vì chắc là lâu nay rồi. Em cũng chả quan tâm gì nữa bởi vì là em níu kéo chán cũng chẳng được thì giờ về thì cứ hắt hủi em ra khỏi nhà, bắt em phải chuyển hết đồ đạc của em đi. Rồi, trước hết cái việc mà vợ chồng chưa ly hôn mà anh ấy đuổi vợ ra khỏi nhà này rồi tịch thu cái nọ kia bắt mình ra đi tay trắng, đấy là việc đầu tiên khẳng định rằng anh vi phạm pháp luật. Mà đã vi phạm pháp luật thì mình có quyền kêu cứu ít nhất là chính quyền, ví dụ như mình ở đấy là phường hay xã? Em là ở xã ạ. Ủy ban nhân dân xã, ở đấy có bác trưởng thôn, có bác bí thư thôn, chi hội trưởng phụ nữ thôn. Đấy là ba người cần biết hoàn cảnh của mình. Một người phụ nữ 50 tuổi sắp bị đuổi ra khỏi nhà, sắp là trắng tay và đang bị hành hung. Đây là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vậy thì những người chính quyền và những cơ quan mà bảo vệ cái quyền lợi của phụ nữ, gồm có hội phụ nữ, rồi bác trưởng thôn, bác bí thư, rồi xã phải biết. Tránh trường hợp mình không kêu cứu sau này ngộ nhỡ có những gì nó xảy ra, nó nặng hơn, nghiêm trọng hơn. Báo chí vào cuộc rồi các cơ quan như công an đến điều tra xong rồi chính quyền người ta bảo là chẳng thấy chị báo gì, chúng tôi làm sao mà biết được là chị bị hành hung, chị bị thế nọ thế kia, đúng không? Mình còn cái gì nữa mà sợ, còn cái gì nữa mà giữ danh tiếng cho anh ấy. Một cái người đàn ông mà chung sống với mình mấy chục năm, bây giờ hắt hủi rồi đến cái tuổi mà 50 tuổi rồi chứ bé nhỏ gì mà còn không thể ấy thì mình chẳng được gì phải giữ nữa. Bây giờ cái quan trọng nhất là sự an toàn của bản thân nha, không sĩ diện sĩ giếc này nói ra sợ dân làng người ta cười, chả có ai cười, người ta sẽ cười khi ông kia rằng 50 mấy tuổi đầu còn bỏ vợ bỏ con đi theo gái, ví dụ thế, chứ người ta không có cười, người ta chỉ thương mình thôi, khổ thân cái chị ấy. Thế thì việc đầu tiên của mình là phải biết kêu cứu nhá. Việc thứ hai là mình chưa ký, mà kể cả ký rồi đưa đơn ra tòa thì cũng không có nghĩa là ngày mai ngày kia đã phải chia tay nhau ngay. Kể cả tòa có nhận đơn thì nó cũng phải có lộ trình của nó nhá. Trong tài sản của em không có gì ạ, mà giờ em chỉ có mỗi ba đứa con chung thôi ạ. Anh Đinh Đoàn nói cho em hỏi là ngày xưa ấy chúng em cưới ngày đấy là chúng em kiểu là em không có đi đăng ký kết hôn ấy, thì em cũng không biết từ đâu chồng em lại mang ra đăng ký kết hôn về, mà trong đăng ký kết hôn thì em chưa được ký. Thì bây giờ em có được chia tài sản vừa chung với cái mức độ là em chưa đăng ký kết hôn đấy không ạ? Phải biết kia cứu. Cái việc thứ hai là mình chưa vội ký đơn ly hôn khi mình chưa được hướng dẫn để làm các thủ tục về đất đai. Ví dụ như là cái nhà mình nói là sổ đỏ, tên của mình có rồi đúng không? Thế còn cái ruộng mà kiểu như người ta chia cho để trồng lúa đấy đúng không? Vâng, vâng. Cái đấy thì thật ra cũng là ruộng của nhà nước thôi. Người ta cấp cho quyền sử dụng cái đất đấy để canh tác nhá. Vâng. Người ta thậm chí bây giờ nhiều nơi còn cho nhau thì thôi thì đấy ruộng nhà em chả cấy thì chị lấy ruộng nhà em mà cấy. Cái đấy nó không phải là tài sản để bán được tiền là 100 triệu hay tỷ gì đâu. Nếu mình ở đấy thì mình cấy lúa, chứ còn nếu không thì cũng không phải là một cái gì lớn. Thế thì cái nhà mà hiện nay đang ở ấy, thì chắc chắn là tòa người ta sẽ phân chia, mình chắc không ra khỏi nhà bằng trắng tay được đâu mà. Nhá. Vâng, vâng, anh cho em hỏi là bây giờ chồng em cứ đuổi em như thế thì em có nên ra đi không, hay là em cứ ở đấy, em ở đấy thì em lại sợ bị dính đánh, bấy lâu cứ loại dọa giết chết em ạ. Trước hết thì nhà mình quanh ấy có ai không? Nội ngoại như em là ở tất đấy ạ. Ôi, bạn bè các thứ tất cả là thứ nhất đấy. Là tùy cơ ứng biến nhé, không mình không thể nói được là cứ ở hay không ở. Nếu mà vỡ phải cái ông say rượu về, ông đang cầm con dao chọc tiết lợn, ông đuổi ông bảo mày không đứng lại ông đâm chết, mà lúc ấy mình lại cứ vênh mặt lên mày có giỏi mày đánh tao đi, thì rồi cứ thách thằng say thì có khi thiệt thân. Lúc ấy phải biết kêu cứu, ối giời ơi nó đánh tôi, hay là vân vân, chạy sang hàng xóm, chạy sang bà dì ông bác ông cô bà cậu bên ngoại. Để việc đầu tiên là đấy, ở ngoài thành phố thì người ta gọi là nhà tạm lánh đấy. Thế nhưng mà mình ở trong nông thôn thì không có nhà tạm lánh dành cho người bị bạo lực, thì mình đến trú an toàn ở những nhà những người thân. Khi ông qua cơn đi rồi thì mình có trở về còn làm ăn đúng không? Mình cũng báo cáo cái sự việc đó với công an xã, với chính quyền xã rằng đấy bây giờ nó về nó đuổi em. Người ta cũng xuống người ta nhắc nhở rằng là cô chú chưa ra tòa, đây nhà vẫn là nhà cô chú không có quyền đuổi ra khỏi nhà. Nếu như thế thì chúng tôi sẽ lập biên bản, chúng tôi sẽ báo công an huyện xuống bắt về tội là vi phạm cái nọ vi phạm cái kia nhá. Mình bây giờ này phải nâng cao hiểu biết pháp luật, và lúc này mình không còn bấu víu của ai, cứ các cơ quan pháp luật và cơ quan chính quyền để mà mình nương tựa. Thế còn mềm dẻo một chút, đặc biệt là với nếu mà cái người mà nó thô lỗ, nó cục cằn, nó bạo lực quá thì thôi cứ mềm thì ta lại nắn, rắn thì ta lại buông. Đấy. Và khi nào mình thấy đủ điều kiện để mà mình thấy cũng chẳng còn gì mà tiếc, cạn nghĩa cạn tình lắm rồi, bây giờ thấy là nó ở với nhau rồi nó cũng thế nọ thế kia rồi, mình có ở thêm thì cũng chỉ là cái gai trong mắt, rồi có khi mình còn đau đớn thêm chẳng hạn, thì lúc ấy mình quyết định mình ký đơn. Thế nhưng mà ở xã ấy, bao giờ nó cũng có một cái cán bộ người ta gọi là cán bộ tư pháp. Rồi cái người này chuyên làm những cái liên quan pháp luật, ví dụ như đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, rồi là tách hộ, rồi nhập hộ, rồi làm chứng minh thư nhân dân, rồi các thứ liên quan đến hộ tịch hộ khẩu tư pháp mà. Mình gặp riêng cái chú ấy đi, hỏi là đấy nhà trường hợp của chị như thế đấy, chị bây giờ thì thật ra chị cũng không hiểu biết lắm, thế thì chú tư vấn cho chị xem trong trường hợp ấy chị nên thế nào, kể cả đi lên trên huyện mà tòa án nhân dân huyện ta có mời lên để tư vấn, người ta hỏi thế này thì chị thì muốn thế kia chẳng hạn, như mình sẽ yêu cầu rằng thì phải nhà thì phải chia theo kiểu gì, hoặc là thống nhất rằng cả hai vợ chồng không lấy, có những đôi vợ chồng không lấy, vợ không lấy mà chuyển tên lên cho ba con. Thế mà chuyển sang tên lên cho con thì con nó chả vứt mẹ ra đường đâu mà. Thì em cũng muốn là nếu mà có ly hôn thì để chuyển cho ba con ạ. Đấy, muốn thế thì em phải... không nghe, cứ bảo là cho máy múc và múc giả gạch ngói như em ạ. Đấy là chí phèo cùn thế, chứ một người có hiểu biết pháp luật không thể mà lại nói là không cho được. Ông ấy mà có đòi bán là mình không ký thì cũng chẳng bán được cơ mà. Đúng rồi, mà cũng chẳng ai bỏ tiền ra mua một cái đất mà chỉ có chồng ký vợ không ký, người ta gọi cái đất đai là đất đai đang tranh chấp đúng không? Mình phải nắm chắc được mình rất có quyền khi mà đã có tên ở trong cái sổ đỏ sổ hồng ấy nhớ. Mình phải biết nắm giữ quyền lợi của mình. Bây giờ quan trọng nhất là không sĩ diện và không có che giấu gì nữa, nói cho mọi người biết để mọi người chia sẻ và hướng dẫn, đặc biệt thì bảo vệ cái sự an toàn của bản thân nhá. Vâng, chúc chị sẽ gặp may mắn trong cuộc sống nhé. Hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp chị có thêm được định hướng để giải quyết chuyện tình cảm của mình. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Vâng, thưa thính giả và thưa các anh chị chuyên gia, đúng là mỗi khi mà gặp những cái cuộc điện thoại hay là những cái ca tư vấn về các vấn đề ngoại tình hay là cái chuyện ly thân, ly hôn giữa các cặp vợ chồng thì cũng rất là đáng buồn, đúng không ạ? Và vừa rồi cũng là cái cuộc điện thoại ở Hà Nội của một chị thính giả 50 tuổi. Đến tuổi này rồi vẫn còn lo lắng cái chuyện chồng ngoại tình rồi bị chồng đánh đập, bị chồng bạo hành. Ngay trước cái cuộc điện thoại này thì tôi cũng có nghe anh Đoàn nói đùa là phụ nữ mà trước khi lấy chồng tốt nhất là phải mua sẵn cho mình một căn nhà để đấy, để ví dụ nếu chồng ngoại tình hay là bị chồng đánh, chồng đuổi thì có thể về đấy. Tuy nhiên thì có phải phụ nữ nào cũng có được điều kiện đấy đâu hả anh Đoàn? Vâng, thật ra thì cái câu đó là câu nói vui. Thế nhưng mà nó cũng là phương châm sống của một số bạn trẻ gọi là thế hệ Gen X đấy, dạ. Gen Z bây giờ ấy. Vâng, 80 đời cuối rồi 9X rồi mới là các bạn ấy học xong đại học, bạn học thạc sĩ, xong các bạn mua ô tô, xong các bạn ấy mua căn hộ chung cư ở bên Ocean Park ấy, dạ. Xong đấy thì cưới ai thì mới cưới, và thậm chí là cũng cưới xong rồi sẽ không cho anh kia chung đất đâu, cái nhà là của em để riêng là gọi tài sản riêng bởi vì, trước hôn nhân. Mọi người cũng nên trước khi kết hôn hãy tìm hiểu thật kỹ các cái yếu tố mà liên quan đến pháp luật, đọc thật kỹ thế nào là hôn nhân thực tế, thế nào là vi phạm pháp luật, thế nào là cái nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn thế nào. Thế rồi trước khi kết hôn thì tài sản nào được nhập vào chung, tài sản nào để riêng. Mình hoàn toàn có cái tài sản mà mình mua sắm được trước lúc kết hôn ấy, mình hoàn toàn có thể để riêng cơ mà. Và nhiều ông chồng mà khá giả ấy, ông cũng thế đấy, đại gia không có nghĩa là lấy một cái cô gái nào đấy xong rồi để mai kia rồi ly hôn rồi cô chiếm một nửa gia tài của ông ấy đâu. Cho nên ông ấy sẽ nói là tất cả cái đấy là của công ty, còn anh chỉ có mỗi cái căn hộ đang ở. Thế thì nếu có chia mỗi căn hộ thôi nhá. Thế thì đang nói nên là phụ nữ đừng quên ba chữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Muốn hạnh phúc phải có tự do, muốn tự do độc lập. Đừng có vội vàng 18-19 tuổi đã lo lắng xem không có ai lấy rồi, sợ rằng ế rồi vân vân. Đời còn dài, dai còn nhiều. Tôi vẫn tư vấn cho các bạn gái như thế. Mình khi mình có giá trị ấy, có được cái gì trong tay ấy, thì rồi mình vững tâm lắm. Ngay cả khi mà rơi vào hoàn cảnh không may, nó gặp trục trặc, nó gặp cái bất hạnh, mình cũng không bao giờ rơi vào cái cảnh là không biết đi đâu, biết đứng đâu. Mà nhiều người vì không biết đi đâu cho nên là cứ nghiến răng chấp nhận cái cuộc sống mà gọi là bất hạnh. Tất nhiên nếu mua được nhà thì quá tốt, còn nếu không thì cũng phải thủ sẵn cho mình một số thứ để cái là bí quá thì ra ngoài thuê nhà ở, vẫn có công ăn việc làm, vẫn có lương, có sự nghiệp riêng mà, cho nên sẽ không chết, đúng không? Vâng. Đấy. Nhưng mà anh ơi, em thì cảm nhận rằng cái ý đó có khi chỉ đúng với phụ nữ hoặc là những cái bạn thanh niên ở thành phố. Thế còn phụ nữ ở nông thôn ấy ạ, thì để mà trang bị hoặc là để mà mua cho mình một căn hộ hay là một công việc ổn định thì rất là khó. Thế thì anh có cái lời khuyên nào đối với những phụ nữ nông thôn mà gặp phải những cái hoàn cảnh như thế này ạ? Có cuộc sống độc lập về kinh tế, mình có sức khỏe, mình làm được ăn. Ví dụ như là đi lấy chồng rồi mình cũng đi làm công ty, lương tháng 8 triệu, 9 triệu. Chẳng may nó có bất hạnh, tôi ra ngoài, tôi bế một đứa con ra, tôi thuê căn hộ ở ngoài, có 1,5 triệu ở ngoại thành, đã được mẹ con, đã sống được nó thoải mái rồi. Sợ nhất là một người cứ giật già giật sẹo xong không làm ăn gì, chỉ nhăm và cho rằng là đời mình quan trọng nhất lấy được ông chồng rồi tìm chỗ nương chỗ tựa. Bởi vì đấy, lúc vui thì thế thật, vợ chồng nó là cái điều nương tựa thật. Thế nhưng mà cuộc sống thì không ai nói trước được điều gì. Có ông tốt 20 năm, đến năm thứ 21 bắt đầu nó không tốt nữa. Thế mình cứ tựa vào người khác rồi người ta đổ thì mình cũng đổ, đúng không? Mình đừng biến thành cái thang tựa vào tường, mà tường đổ thì thang cũng đổ. Mình hãy biến thành cái cây đứng vững, càng ngày càng cắm thật sâu rễ xuống, có bão tố thì cũng không lung lay được bản thân mình. Đó là một cái điều mà gửi đến cho tất cả các bạn. Có bạn học hết lớp 9 hay học hết lớp 12, chí vội ông vàng lấy chồng, xong rồi cha có cái gì ở trong tay, tôi bảo thế này mà chẳng may mà nó có sơ sẩy, mà nó cứ hơi một tí nó lại dắt về để giả ông bà ngoại, với lại trả về nơi sản xuất thì đúng là mình ra đi thế nào lại lúc về lại trắng tay như thế thì chết, đúng không? Thiệt thòi thì đúng là có vẻ là thuộc về phụ nữ, cũng là phụ nữ và cũng có những cái kinh nghiệm trong công tác tư vấn. Thế thì chị Hoàng Thúy Hải trong phòng thu có cái ý kiến như thế nào về vấn đề này không ạ? Vâng, thực ra thì từ nãy nghe trao đổi của chị Ngọc với cả anh Đoàn thì tôi cũng thấy thấm thía rất là nhiều điều. Và thực sự phụ nữ cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn có rất nhiều những điểm yếu, hay nói cách khác là chúng ta cũng có rất nhiều những cái hạn chế. Vâng. Và nếu như chúng ta không tự chuẩn bị cho mình những cái hành trang, không tự nâng cao được cái kỹ năng của mình, hay nói cách khác như anh Đoàn là không tự chuẩn bị cho mình những cái điều kiện để mình có thể độc lập. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng khi trong cuộc sống chúng ta gặp khó khăn, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị đổ, hay nói cách khác là chúng ta rất dễ bị chông chênh. Vậy thì với tất cả các cái bạn nữ, chúng ta cố gắng là tự trang bị cho mình những cái điều kiện cần, những cái có thể nói là giúp cho mình có thể vững vàng trong cuộc sống, cho dù nó thuận lợi thì là rất vui vẻ. Còn khi có khó khăn, chúng ta có thể tự sống được và tự hoàn thiện tiếp các cái kế hoạch trong tương lai của mình. Và để làm được điều đấy thì tôi nghĩ rằng là như anh Đoàn đã nói rồi, nó phải là một quá trình, chứ không phải tự nhiên mà có được, trừ những bạn mà có một cái gia thế khủng hoặc là có một cái điểm tựa rất là chắc từ bố mẹ hoặc là người thân thì mới có thể có. Và đó, những cái hỗ trợ đó nó cũng không thể bền vững được chị ạ. Và nó dùng mà không cẩn thận thì chẳng mấy mà nó sẽ hết. Vậy thì chúng ta phải chủ động tự trang bị cho mình những cái đó. Đến từ gì? Đến từ học tập, đến từ công việc, đến từ những cái kỹ năng sống, đến từ tất cả những cái mối quan hệ giao tiếp vân vân. Hay nói cách khác là một người khi người ta từ lúc bé cho đến lúc trưởng thành và cho đến khi phát triển thì phải luôn luôn vận động, tự luôn luôn trau dồi và tự luôn luôn tích lũy những cái điều kiện cho mình. Chứ còn nếu không mà cứ đi nhờ nương tựa, nhất là các anh nương tựa hay là một cái chỗ nào đấy nương tựa với hy vọng là cái chỗ nương tựa đấy rất là bền vững, thì tôi tin là khi gặp khó khăn sẽ vô cùng khó. Vâng, đúng là phụ nữ bây giờ cũng không nên nương tựa vào ai, đúng không ạ? Mà phải độc lập tự chủ. Vâng. Phụ nữ thế hệ hiện đại bây giờ là độc lập tự chủ và thông minh và làm chủ cái cuộc sống của mình, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625.